Vâng, Tín Hiền chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục với chương trình video thì lên nha, em mang một số các mã hàng bên em, hàng vừa về xong nhá, em sẽ quay nhanh trực tiếp và báo giá cho bác luôn về một số các mã hàng bên em. Đấy thì các bác nào có nhu cầu về những cái sản phẩm mã hàng bên em thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em nhá. Số điện thoại thì em đang để trực tiếp ở trên màn hình. Các bác cứ vui lòng gọi điện trực tiếp theo hai cái số điện thoại các bác đang nhìn thấy trực tiếp ở trên màn hình nhá. Gọi điện trực tiếp để em tư vấn và chốt đơn hàng, và nhớ cho em trên các bác mua hàng thì cứ trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, trên 200 miễn phí ship nhá. Đấy, ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng được kiểm tra và thanh toán nhá. Đó thì em sẽ đi về những cái mã hàng đầu tiên trong cái video hôm nay. Xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đó, xem sản phẩm và video mới nhất của em coi nhá. Rồi cái mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái máy xông tinh dầu đuổi muỗi này, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái máy đuổi muỗi coi nhá, của Hikari thì cái hãng này rất là nổi tiếng và các bác chắc là nhiều bác biết về cái sản phẩm này. Đó, máy đuổi muỗi Hikari nhá. Giá của nó sẽ là 60k một cái bộ máy này. Đấy, một bộ máy thì sẽ gồm có là một thân máy và đi kèm thì sẽ có cho bác là một cái lọ tinh dầu. Đấy, một cái lọ tinh dầu để các bác xông để đuổi muỗi nhá. Cái này thì nó không diệt được muỗi đâu ạ. Nó chỉ có đuổi muỗi đi nó tránh xa cái khu vực mà các bác sử dụng cái máy này. Khi mà các bác cắm vào thì muỗi nó thấy cái này thì nó sẽ tránh xa. Đấy, nó sẽ bay xa đi nhá, bay xa đi. Nói chung là khi mà nó có cái mùi này thì nó sẽ sợ, nó sẽ bay đi nhá, nó không bén bảng quanh khu vực nữa. Nói chung là các bác cắm ở trong phòng hoặc là các bác sử dụng trong phòng các thứ rồi. Đấy, phòng ngủ này, phòng khách các thứ là ok. Đấy, nói chung thì máy thì cực kỳ dễ sử dụng thôi. Đấy, thì bộ sản phẩm máy thì sẽ bao gồm là một thân máy và đi kèm cho các bác là một lọ tinh dầu như này. Đấy, với mức giá sẽ là 60k nhá. Với mức giá sẽ là 60k. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái máy đuổi muỗi của Hikari nhá, máy đuổi muỗi của Hikari. Đấy, hãng này rất là nổi tiếng rồi. 60k một cái bộ máy đuổi muỗi Hikari nha. Và khi mà nếu mà các bác muốn có nhu cầu mua thêm tinh dầu, đấy thì hiện tại bên em đang bán là cái tinh dầu đuổi muỗi như này thì bên em đang bán bác là đi 20k một lọ nhá, 20k một lọ nha. Một lọ này là các bác đốt liên tục trong vòng là 480 tiếng nhá. Đấy, rất được lâu luôn. Đấy, 480 tiếng là 20.000 một lọ nhá, 20.000 một lọ. Còn các bác lấy nguyên máy thì một bộ máy là bao gồm một máy một tinh dầu là 60.000 các nhá, 60.000. Còn mua thêm tinh dầu là 20k. Thì đây, cái này thì rất là dễ dàng dụng thôi. Về các bác cứ cắm trực tiếp vào nguồn 220. Đấy thì nó sẽ lên đèn báo. Và các bác gỡ cái này ra. Đấy, gỡ này ra này. Đấy, tháo cho em cái nắp nhựa xanh này ra. Đấy thì ở đây nó có một cái bấc nhá, một cái bấc này này. Đấy, nó có sẵn cái bấc này rồi. Các bác xỏ vào đây. Đấy, xỏ vào đây và các bác xoáy cho em vào. Xoáy vào rồi. Đấy, xoáy vào đây và các bác cấp nguồn thì cái bấc này nó sẽ nung nóng, cái bấc này thì cái bấc này nó sẽ bốc lên và cái mùi nó sẽ bốc lên và con muỗi nó sẽ thấy cái mùi này thì nó sẽ sợ, nó sẽ bay đi chỗ khác nhá. Đấy, cái này nhà em đang dùng rồi. Đấy, các bác cắm ở trong phòng, trong nhà rất là hợp lý luôn. Mình bình thường là các bác hay xài những cái dạng hương muỗi các bác đốt ấy, mùi nó cực kỳ khó chịu luôn, nhưng con này nó không có mùi quá. Đấy, nó không có mùi. Đấy, nó mùi là nó chỉ có dành riêng cho con muỗi thôi, nên là con người mình các bác cứ sử dụng thoải mái, không vấn đề gì đâu, không ảnh hưởng gì đến con người hay là trẻ em có thứ gì nhá, nên là các bác dùng yên tâm. Nói chung là hàng của Hikari này thì rất là nổi tiếng rồi ạ. Đấy, đạt rất là nhiều chứng nhận các thứ đầy đủ hết đây này. Đó, rất ok nhá. 60k nhá, 60k lên mã giúp cho em sẽ là máy đuổi muỗi nhá, là 60k một bộ máy đuổi muỗi. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm tinh dầu để về các bác hết thì các bác lại dùng tiếp thì đang bán các bác cũng lẻ một cái chai tinh dầu đuổi muỗi nha, với mức giá là 20k một chai nhá. Còn mua nguyên máy không thì là 60k. Thì một hộp này là bao gồm là một máy và một lọ tinh dầu nhá. Thì đây, đấy, một bộ máy nó sẽ là một máy một lọ tinh dầu. Đấy, còn mua thêm tinh dầu là 20k nhá. Đấy, máy đuổi muỗi 60, tinh dầu mua thêm là 20. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái mã hàng đó là cái máy thổi hút bụi này. Bữa trước đang bán thì hết hàng thì đây, hôm nay tiếp tục hàng về nhá, tiếp tục hàng về. Máy thổi hút bụi nhá. Cái này thì vừa có thể thổi vừa có thể hút được luôn, nhưng mà chủ yếu thì dùng cho việc thổi thì nó sẽ ok hơn, chứ hút nó chỉ là phụ thôi các bạn, chủ yếu là thổi các bạn, chủ yếu là thổi. Đấy thì về các bác dùng này mình để thổi bụi lá, thổi bụi này, rồi là các bác thổi lá cây cái thứ này. Đấy, rồi là thổi mùn các thứ rất ok luôn. Đây, một con máy đầy đủ nguyên hộp nha. Đấy, sách hướng dẫn sử dụng các thứ này. Đó, phụ kiện là thứ đi kèm. Thì đây là thân máy nhá. Sản phẩm này thì hàng của Trung Quốc nhá, made in China. Đó, em nói luôn, hàng của Trung Quốc. Công suất của nó sẽ là 1000W nhá, và cái vòng tua của nó sẽ là 13.000 vòng trên 1 phút nhá. Cực kỳ khỏe luôn, con này máy chạy khỏe lắm. Nó thổi cực kỳ khỏe luôn, chuyên được thổi mà. Đấy, chuyên được thổi. Thì đây là cái phần dây nguồn. Sử dụng cho em trực tiếp là cái nguồn 220. Đấy, trực tiếp nguồn 220. Đó, đây là phần công tắc bấm này. Đấy, công tắc bấm thì các bác cầm này. Đấy, sau đó là các bác thổi đây, muốn thổi thì các bác lắp cho em cái ống về cái phía đằng trước này này, nó có cái ống chuyển trước để các bác lắp cho em cái này vào. Đó, các bác bấm là các bác thổi có thế thôi. Còn nếu mà các bác muốn hút đấy, các bác muốn hút thì các bác lại chuyển cho em cái ống này về sang bên hông nhá. Đấy, về sang bên hông. Đó, thì cái chỗ hút của nó thì nó sẽ là bên hông nhá. Đấy thì nó sẽ hút vào mà. Đấy thì các bác hút thì hút vào đây và cái hướng thì nó sẽ đẩy ra đây. Đó thì đi kèm bác là một cái túi đựng nha. Đấy, một cái túi đựng như kiểu là đựng cái rác thừa các bác hút ấy thì nó sẽ đẩy ra cái túi này các bác nhá. Đấy thì các bác lắp sẽ đúng nha, trên video các bác nhìn này. Đó, thì các bác sẽ đổi cái hướng thổi sang đằng này. Đó, còn nếu mà các bác muốn thổi thì các bác lại tháo ra. Đó, sau đó các bác lắp cái đầu này vào và các bác cứ thế là các bác thổi thôi. Rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Giá của nó hiện tại em đang gửi bác một cái con máy thổi hút bụi như này với mức giá sẽ là đi 220k. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái con máy thổi hút bụi nhá. Đấy, máy thổi hút bụi. Thổi hút này, bụi này. Vừa thổi vừa hút nhá, nhưng mà chủ yếu là thổi thôi các bạn. Hút thì nó là phụ thôi, chính là thổi nhá. Giá của nó sẽ là 220k. Và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Giá rất là rẻ nhá. Đấy, đi bữa trước mà bác nào mà có hỏi nhưng mà chưa mua được thì hôm nay tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Máy thổi hút bụi là 220.000 một chiếc. Đó. Chuyên để các bác thổi nhá, chuyên để các bác thổi. Đây em sẽ cắm test bác coi về thực tế máy này, máy chạy khỏe lắm. Nó hút nó thổi kinh khủng khiếp luôn. Đây, bấm. Đây các bác nghe cái tiếng máy này. Đấy có thấy không? Các nhìn này. Đấy thấy không? Nó thổi kinh khủng khiếp luôn, thổi mạnh lắm con này. Dã man mà. Cái vòng tua của nó là 13.000 vòng trên phút cơ mà nên nó thổi khỏe lắm đây. Không? Thổi xé dã man luôn này. Đấy, con này các bác về thổi lá này, thổi bụi này rất là hợp lý luôn. Đó, anh em công trình công trường này, các bác sử dụng gia đình này, thổi bụi, thổi lá, thổi mùn, thổi gỗ thứ là rất hợp lý luôn. Máy chạy cực kỳ khỏe nhá. Đấy, máy siêu khỏe luôn. Đó, rồi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái con máy thổi bụi nhá. Đấy, sử dụng điện 220 các nhá, sử dụng điện 220 siêu khỏe luôn, chuyên thổi các nhá, chuyên thổi và có thể nó hút bụi. Giá đang gửi bác là 220k một chiếc máy thổi bụi nha, bao ship cho bác tận nhà luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây chổi lau nhà tam giác nhá. Đấy, lâu lâu quay cho bác cái mã này và cái mã này lại bây em vẫn đang bán rất là chạy luôn. Mà dùng cực kỳ thích luôn các bác, về dùng lau nhà, lau cửa, lau trên trần nhà các thứ này, lau kính, lau hiếc các thứ rất sạch sẽ luôn. Đó. Đó là cái giá của sản phẩm hiện tại em đang gửi bác một cái cây chổi lau nhà tam giác này. Các bác cứ lên mã em sẽ cái cây chổi lau nhà tam giác nhá. Giá sẽ là đi 100k một cây nhá, 100k một cây. Còn nếu các bác muốn mua thêm cái miếng lót dự phòng để về các bác thay thế thì tại em đang bán một cái miếng lót dự phòng nha. Đấy, lên mã em sẽ cái miếng lót tam giác dự phòng. Đấy thì bên em đang bán một cái miếng lót này là 20k một miếng nhá. 20k một cái miếng lót dự phòng thì về các bác ví dụ như mỗi lần mà mình có hỏng một cái miếng này nó bẩn rồi các bác muốn giặt để các bác lắp cái miếng khác và các bác thay thì các bác mua cho cái miếng này về thì một miếng này là 20k để các bác có thể mua thêm khi mà mua kèm chổi. Còn chổi hiện tại em đang bán chỉ 100.000 một cây thôi mà lau rất là ngon luôn. Đây sẽ mở ra cho bác coi này. Thì khi mà bên em gửi thì nó sẽ tháo rời ra đấy để tiện việc vận chuyển. Còn về thì các bác lắp vào các bác xài thôi. Cái này thì nó dễ dàng lắp công mà. Đấy, cực kỳ dễ lắp đặt và sử dụng luôn. Đó, rất dễ lắp đặt mà lau rất là ngon luôn. Đấy, bán rất là nhiều. Đợt Tết em bán kinh khủng khiếp luôn. Đây. Đó, nó sẽ 3 khúc như này. Đấy, một khúc giữa này, một khúc đầu này. Tiếp theo là những khúc inox là khúc giữa này. Đấy thì các bác xỏ vào. Ở đây nó có cái gen xoáy này, các bác cho đây các bác xoáy vào cho em. Đấy, cho vào các bác xoáy vào là ok. Đấy, xoáy này. Tiếp theo nữa thì là xoáy cho bác em cái đầu chui vào này. Đó, ấn xoáy vào. Thế là xong. Cái này dễ lắp đặt lắm. Chị em phụ nữ này. Đấy, rồi là các cháu trẻ là mình cũng có thể lắp thoải mái và con này sử dụng đa năng đây. Có thể là xoay gập các hướng các kiểu này. Đấy, và một cái rất là hay, một cái chế độ rất hay là các bác muốn chế độ mà nó vắt ấy thì muốn tự động vắt các bác không cần phải cho tay các bác vắt thì các bác cầm các bác rút cho em, rút này. Cầm rút này. Đấy thì khi mà rút thì nó sẽ xoắn vào nhà. Các nhìn này nó sẽ xoắn vào nhà này. Đấy thì nó sẽ vắt khô luôn nhá. Đấy và các bác thả ra nó lại về bình thường. Đó và có lúc nào còn vắt thì các bác rút cho em này. Một tay các bác cầm cái nhựa, một tay có cầm cái phần nối này, các bác cầm nó rút này. Đấy và các bác lại đẩy ra cái này, rút này. Đấy, các bác để ra cái thế là xong, sau đó các bác lau nhá, lau cục các hướng các kiểu luôn, nó rất ok, lau nhà lau cửa lau kính lau giá các thứ ok luôn. Đấy, gật gù thứ rất là ngon lành luôn nhá. Quay gật 8 hướng tứ phương luôn đó. Giá thì chỉ có 100.000 một cây thôi, dùng rất là hay luôn, 100k nhá. Cây chổi lau nhà tam giác là 100k. Còn nếu các bác mua thêm cái miếng lót nha, thì hiện tại em đang bán lẻ một cái miếng lót mua về thay thế thêm thì là 20k một miếng cũng nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Sáng bóng không một hạt bụi thì sao có thể thiếu một cây chổi lau nhà xịn sò, mà xịn như cây chổi tam giác lau đa năng 360 độ thế hệ mới này, vừa lau vết bẩn khô và ướt, vừa linh hoạt xoay 360 độ lau sạch mọi ngóc ngách, đã thế còn phát khô tự động. Này lau không nhanh, nhà không sạch sao được. Với thiết kế đầu lau tam giác tinh tế cùng góc xoay 4 hướng dễ dàng lau chạm tới các góc sâu nhất mà không cần di chuyển đồ đạc, cầm lau rất là vô ý, thích cực kỳ. Chất liệu vải lau nhà các sợi siêu mịn và siêu tầm hút, lau các vết bẩn không để lại vệt nước, không gây sức men gạch, sàn gỗ vân vân. Đặc biệt khi lau mặt kính có tính năng tạo bọt sạch kín kít luôn. Tay cầm kéo dài tới 130 cm lau với nhiều vị trí khác nhau từ sàn đến trần nhà một cách dễ dàng. Chế độ phát nước tự động đời mới nhất mà chỉ duy nhất thanh chổi lau tam giác này có. Phát siêu kiệt nước, bảo hành 1 đổi 1 nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Anh chị em đặt hàng vào phần giỏ hàng. Muốn nhà sạch. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, lau rất là ngon luôn. Các bác có thể lau trên trần nhà này, lau dưới đất này, lau trên tường kính tường đá hoa này. Đấy, lau mọi vị trí luôn. Đấy, và cái phật cán nó khá là dài nhá. Các bác lau kính sạch kin kít luôn. Đấy, rồi là có cả chế độ tự vắt rất sạch, rất là dễ dàng sử dụng nhá. Đấy, đây. Quay các hướng các kiểu luôn nhá. Đó, thấy không? Rất là ngon lành luôn. Đấy, cái này bên em bán rất là nhiều mà các bác dùng rất thích luôn đấy. Đó, rất hợp lý luôn này. Sức men gạch, sàn gỗ vân vân. Đặc biệt khi lau mặt kính có tính năng tạo bọt sạch kín kít luôn. Tay cầm kéo dài tới 130 cm lau với nhiều vị trí khác nhau từ sàn đến trần nhà một cách dễ dàng. Chế độ phát nước tự động đời mới nhất mà chỉ duy nhất thanh chổi lau tam giác này có. Phát siêu kiệt nước, bảo hành 1 đổi 1 nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Anh chị em đặt hàng vào phần giỏ hàng. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đó, 100k một cái cây chổi tam giác nha, 100k một cây. Còn nếu các bác muốn mua thêm miếng lót thì tại bên em đang bán một miếng lót này là 20k một miếng nhá. Các bác có thể mua kèm thêm khi mua chổi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng đó là cái ấm siêu tốc của Hikari, hàng của Nhật này, rất xịn sò luôn này, em báo giá luôn. Thì tại em đang bán cái ấm siêu tốc của Hikari này với giá sẽ là 320k và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, cái này thì bán cũng rất là nhiều. Sản phẩm này thì sẽ có công suất là 1500W nhá và sử dụng điện 220. Dung tích của sản phẩm này sẽ là 2,3 lít. Đó, về các bác dùng sử dụng gia đình thì em này rất là hợp lý luôn. Đó, chắc chắn, chất lượng, độ bền cao. Đó. Cái này thì anh em dùng con này từ cái đợt nhà em bán là cách đây chắc khoảng tầm 3 năm rồi và anh em vẫn đang dùng cái con này luôn, siêu bền. Đấy, bữa trước là con bác đang vào là có một con anh em cũng đang dùng mà nó bị lỗi cái lỗ cái đầu dây, anh em đang dùng mà bác ấy thấy bền quá bác phải mua, bác bảo mua được, kể cả thay dây tôi cũng mua. Đấy, vì cái chất ấm nó rất là bền, cực kỳ bền luôn đó. Dùng bền bỉ, dùng nồi đồng cô đá lắm, dùng thích cực kỳ. Đó, đây hàng vẫn nguyên siêu này. Đó, hàng của thương hiệu Hikari nhá các bác nhá, made in Japan. Đó, made in Japan, đây có chữ dập chìm luôn trên thân này. Đó, made in Japan này, tay cầm này, thiết kế này, có phần công tắc lẫy nhảy tự động nhá, khi mà nước sôi tự động sẽ nhảy nhá. Đây phần mở nắp này các bác mở ra cho em. Đó, ấn vào này, đóng được các bác ấn vào, các bác kéo lên nó mở ra tự động mở ra, nó có phần lẫy nhau nhá, rất hợp lý luôn. Bên trong toàn bộ inox nhá, cực kỳ dày, inox dày lắm. Và bên ngoài thì sẽ có một cái lớp nhựa rất dày chống nóng, giữ nhiệt cách nhiệt này, để khi mà các bác sử dụng các bác cầm nắm này nó không bị va chạm mà nó cũng đỡ bị bỏng nhá, đỡ bị bỏng này. Đó, rất là ok. Đây là phần đáy này, đây thông số công suất này, Hikari này. Đấy, sử dụng điện 220, công suất sẽ là 1500W nhá và dung tích là 2,3 lít, hàng của thương hiệu Hikari. Đây phần khâu khóa đồng luôn, xịn sò. Đây là phần đế ấm nhá. Đế ấm thì sẽ có là phần đế ấm này, toàn bộ vòng ngoài được bo vùng quanh là kim loại này. Đó, đây phần đế ấm bằng khâu đồng luôn nhá. Rồi là dây nguồn to, chắc chắn, chất lượng. Nói chung là con này siêu bền, dùng thì yên tâm về chất lượng, nồi đồng cú đá đi cho em. Giá thì nó cũng rất là rẻ phải chăng thôi, chỉ có 320.000 thôi cô nhá, 320k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái ấm siêu tốc nhá, ấm siêu tốc của Hikari. Đó, 320k và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Giá rất hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất ok. Công suất là 1500W nhá, dung tích 2,3 lít, sử dụng điện 220 nhá. Nhớ giúp em là dùng điện 220 nhá các nhá, dùng điện 220. Thiết kế là cực kỳ chắc chắn, chất lượng. Cầm một chiếc ấm nó nặng trịch luôn. Đó. 320k, hàng của Hikari, made in Japan. Đó, rất chất lượng luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái em đèn độ đầu 3 bóng này. Cái giá sản phẩm này thì rất là hạt rẻ phải chăng? Em báo giá luôn, lên mã cho em sẽ là cái đèn độ đầu 3 bóng nhá, đèn độ đầu 3 bóng hoặc là đèn B3, đèn D3 cũng được, giá của nó sẽ là 120k một cái con sản phẩm đèn độ đầu 3 bóng nha, hoặc hay là hai con mã gọi là đèn D3 nhá. Con này thì nó là đèn đội đầu và nó sẽ có 3 bóng nhá, 3 bóng, hàng mới keng nguyên hộp luôn. Đây. Đấy các bác coi này. Đấy. Sản phẩm này sẽ gồm có là một thân đèn nhá, một thân đèn. Đấy, một thân đèn này. Đấy, thân đèn thiết kế rất chắc chắn luôn. Đó, đây là cụm 3 đèn này, cụm 3 đèn. Pha LED siêu sáng siêu xa, phần công tắc nút bấm ở đây. Dây đeo thì co giãn 4 chiều. Đấy, đeo rất êm đầu luôn. Đằng sau thì thiết kế nó là cái cụm để các bác để pin, cho pin vào đây nhá. Đấy, cụm để pin cho đi pin vào đây. Cái con này thiết kế rất hay này. Bình thường ấy là các bác hay mua những con đèn ở đầu ấy là thường là nó sẽ tập trung hết về đằng trước. Các bác đội ấy, thứ nhất là nó rất khó, là nó hay bị nặng ở cái phần đằng trước nên là nó rất là khó sử dụng, mà đôi khi là đeo nhiều đội nhiều là rất là mỏi cổ vì nó cứ nặng về trước mà rất là khó chịu. Thì đây con này thiết kế rất hay. Là đằng trước là đèn, đằng sau thì nó sẽ thiết kế là cụm pin nên là khi mà các bác đội nó rất là cân đối, dễ chịu nhá, đội rất cân đối, dễ chịu đây. Nó có cả cái phần miếng ốp và cái phần trán này. Nên khi có đội nó rất là êm, đội rất là thích luôn. Con này thì em bán khá là nhiều này. Dùng rất là thích, nhiều bác phản hồi dùng cực kỳ ok. Đó. Và cái hai của sản phẩm này thì nó sẽ sử dụng cái pin là pin rời nhá, pin là pin rời và pin sẽ là pin 18650 nhá. Đây. Nó sử dụng hai viên pin 18650 và pin nó sẽ là pin rời. Cái pin rời cái hay của cái sử dụng pin rời này là ví dụ như là các bác có hỏng pin mà sau này các bác muốn thay là nó rất là dễ dàng thay. Đấy, vậy hiện tại bên em đang bán lẻ một cái viên pin như này là 20k một viên nhá. Nếu mà các có nhu cầu mua thêm pin dự phòng thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là pin 18650. Đấy thì hiện tại bên em đang bán lẻ một viên như này là 20.000 thì các bác có thể mua thêm để về các bác mua làm pin sơ cua, pin dự phòng cho cái đèn này. Đấy, còn hiện tại thì ở trong đèn đã có sẵn pin rồi nhá. Thì đây nó sẽ sử dụng hai viên pin này thì các bác mở cái nắp ra, lắp cho em đúng cực vào nhá. Đấy, lắp đúng cực vào này. Đấy, cộng vào trừ Đó, lắp cho em đúng cực vào. Đấy, sau đó là các bác bật đèn lên và sử dụng thôi. Và đi kèm thì sẽ có pin rồi thì sẽ có kèm luôn cho bác là cả một cái cục sạc như này nhá. Về các bác cái đầu này các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Đấy, sau đó là cái phần này các bác cắm vào đây và các bác sạc pin cho cái đèn này, có thế thôi. Đấy, đây khi mà cắm vào nó sẽ báo đèn, hiện tại là đang là đầy nhá, đèn xanh là đang đầy. Đấy, các bác cắm vào thì nó đang sạc, thì nếu mà chưa đầy nó sẽ báo đèn đỏ nhá. Đấy, đi kèm có cả cục sạc rất cẩn thận chú đáo luôn, cục sạc rời bên ngoài luôn nhá. Đó thì ở đây em sẽ bật đèn test các bác coi này. Đấy, chế độ nhất này, đấy, một bóng nhá. Chế độ thứ hai là hai bóng hai bên này. Đấy, chế độ thứ ba là ba bóng luôn này, rất sáng luôn. Nếu bật ba bóng thì cực kỳ sáng mà cái tầm chiếu của nó rất là xa nhá. Đấy, còn có cả chế độ nháy cảnh báo SOS này. Đấy, nháy cảnh báo SOS nhá. Một này, một đèn này, hai này, đó, hai đèn, ba đèn này. Đấy, có thấy không? Sáng kinh khủng khiếp luôn. Đó. Đấy, rồi là nháy cảnh báo SOS nhá. Rồi. Rất đa chức năng và cực kỳ là hay luôn. Về cái mã hàng này thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn đội đầu 3 bóng nhá, hoặc là đèn D3 đều được. Giá của sản phẩm hiện tại em đang gửi bác là đầy đủ, bao gồm là cả đèn, cả pin, cả sạc, là full combo một cái bộ nhài. Mới nguyên hộp thì sẽ là 120.000 nhá, 120.000. Còn nếu mà các muốn mua thêm pin để làm pin sơ cua, pin dự phòng cho cái đèn này thì hiện tại em đang bán lẻ một viên pin 18650 nha, với mức giá là 20k một viên nhá, thì các bác có thể mua thêm. Còn sẵn trong đèn thì đã có pin rồi. Đấy, đây em quảng cáo luôn thôi. Đó. Thì đèn đầu 3 bóng nhá, là 120k. Đấy, rất nhiều chế độ sáng khác nhau và cực kỳ sáng. Và cái hay của sản phẩm mình thiết kế thông minh này, rồi là nó đặc biệt là nó dùng pin rời nên là ví dụ mình có thay thế pin nó rất là dễ dàng thay thế nhá, sửa chữa cũng dễ dàng luôn. 120k một sản phẩm nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác cái mã hàng cũng mới về, đó là cái cuộn thiếc Hàn thì em sẽ quay cập nhật cho bác luôn. Đó là đợt đấy em về cái cuộn này thì cuộn này trọng lượng của nó sẽ là 100g nhá. Bữa trước thì nhiều bác cứ hỏi là một cuộn này thì được bao nhiêu gam với các thứ, giờ thì trước là bán cái cuộn kia thì giá nó rẻ hơn. Đấy, nó dạng cuộn chắc là nó khoảng tầm 30g thôi, nhưng đợt này em nhập cái lô này nó được 100g và giá nó rất là ưu đãi. Giá hiện tại em đang bán một cái cuộn thiếc 100g này, giá sẽ là 30.000 một cuộn nhá. Giá này em bao giá thị trường luôn. Đấy, cam kết các bác bao giá thị trường, không chỗ nào bán rẻ hơn nhà em luôn, thật luôn. Có chỗ người đang bán một cái cuộn 100g này khoảng tầm 5-70.000 cuộn luôn. Đấy, bên em bán các bác chỉ có 30.000 một cuộn thôi. Đấy, coi như là bán lãi tình cảm các bác luôn nhá. Giá rất hạt rẻ hợp lý luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái cuộn thiếc Hàn 100g nhá. 30.000 một cuộn 100g này, cầm nặng trịch luôn. Đấy, chuẩn 100g luôn em nhá. Đấy, 30k một cuộn thiếc Hàn 100g. Tiếp theo thì em lên cho bác luôn, đó là cái mã vòi đồng tưới cây. Đấy, hôm bữa về hàng mà cũng quên không quay bác luôn này. Đấy, lên mã em sẽ cái vòi đồng tưới cây nhá. Đi về các bác lắp vào cái có sẵn cái dây nước thì mình về các bác lắp vào các bác xài thôi. Ở cái phần toàn bộ thân của nó là thân đồng nhá. Đấy, và cái phần đầu này thì nó sẽ có chỉnh được các chế độ này. full xa, full gần, full mạnh, full nhẹ này, full xương này, full hạt to hạt nhỏ thì các bác xoay những cái phần vòng đầu này. Đấy các bác chỉnh cái phần vòng đầu nha, rất ok, rất là dễ xài luôn. Và đi kèm thì bên em sẽ có gửi kèm cho bác luôn cho bác là một cái đai siết để về là các bác bắt cái ống nước vào lại dùng cái đai siết này các bác siết vào, thế là xong. Đó thì một bộ là bao gồm là cả vòi cả đai siết này là 40.000 một bộ nhá. Đấy, giá rất hạt rẻ mà dùng rất là hay luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là vòi đồng tưới cây nhá, toàn bộ là cái phần đầu phần thân vòi nó toàn bộ đồng luôn, các bác dùng rất là bền. Đó, cái phần đầu vòi có chỉnh được các chế độ nước khác nhau nhá. 40k một bộ sản phẩm vòi đồng tưới cây nhá. Cái lên mã giúp em sẽ là cái vòi đồng tưới cây. Thì em đang gửi bác một cái vòi đồng tưới cây này là 40k một cái. Đấy, 40k một cái vòi đồng tưới cây nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác hàng đó là cái bộ ví bấm móng tay ví hồng này. Đấy, nhiều bác cứ hỏi là nhà em có bộ ví xanh với lại nọ kia không, thì em nói luôn là nhà em không bán bộ ví xanh nhá, nhà em chỉ có duy nhất là cái bộ ví hồng này thôi. Đấy, và em thấy là chất lượng của nó là không khác gì cái bộ ví xanh luôn, mà thậm chí là giá nó còn tốt hơn. Giá thường thường những cái bộ ví xanh các bác đang mua khoảng tầm 7-80.000 một bộ luôn, nhưng bộ này thì giá rất hạt rẻ, nó chỉ có là đi 60.000 thôi. Đấy, bên em đang gửi bác giá một bộ ví hồng này là 60.000 là đầy đủ phụ kiện này, bấm móng tay này, rồi là lấy giấy ta này, rồi là có phần nặn mụn này, kìm cắt lấy da chết này. Đây, nguyên các bác mua là đã sở hữu được là 3 cái bộ bấm móng tay rồi này. Đấy, rồi là những cái phụ kiện đi kèm cũng như là nhíp này, rồi là kìm cắt lấy da chết nặn mụn này. Bên này thì sẽ có là kìm kéo các thứ này. Đó, đầy đủ cho bác luôn. Là một bộ này là về các bác xài cho cả gia đình nhà mình luôn, đặc biệt là cho chị em phụ nữ này, các bác hay làm móng làm nail ấy. Đấy, thì các bác xài bộ này xem rất hợp lý luôn, đựng trong một chiếc ví hồng rất đẹp luôn nhá. Đó, giá thì bình dân là rẻ, nói chung là giá rất là tốt mà sản phẩm dùng ok. 60k một bộ nhá, các bác lên mã như sẽ là cái bộ ví hồng nhá. Đấy, bộ ví hồng bóng tay ví hồng nhá, 60k bộ thôi, chỉ có 60.000. Nói chung là không có ví xanh ví xiếc ở đâu. Đấy, nhà em chỉ có duy nhất một mã là bộ ví hồng nhá, là 60.000. Nói chung là em thấy sản phẩm nó ok mà giá hợp lý thì em lấy về bán cho bác cái mã này. Tại vì cái mã này là giá nó tốt này, mà sản phẩm cũng ok này. Chứ bình thường là các bác mua những cái bộ kia nó không có giá 60.000 đâu, ít được khoảng tầm 8-90.000 bộ luôn. Đấy, bên em đang gửi bác một cái bộ ví hồng cũng đầy đủ phụ kiện y nguyên những cái bộ kia mà giá thì rẻ hơn, nó chỉ có 60.000 bộ nhá. Lên mã em sẽ được bộ ví hồng 60k một bộ nhá, 60k bộ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lọ gia vị đen. Lên mã em sẽ cái lọ gia vị đen, cái lọ này về để chuyên các bác đựng gia vị nhá, mắm muối mì chính cái thứ vào đây rất là hợp lý này. Đấy, giá thì em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái bộ lọ gia vị đen nha, lọ gia vị đen. Đấy, lọ gia vị đen nhá, giá của nó sẽ là đi 15k nhá, 15k một lọ thôi, chỉ có 15.000 một cái lọ gia vị đen này, giá rất hạt rẻ bình dân đây. Đấy cho bác coi này. Đó, thiết kế thì phần thân này của nó sẽ là bằng thủy tinh nhá, nên là các bác dùng rất yên tâm, an toàn sức khỏe. Bên trên này thì là nhựa. Đó thì đây, về đấy bác mở nắp ra này. Đó, mở nắp ra, sau đó các bác lấy ra cái thìa ra. Đấy, xoáy chặt cái nắp này vào, các bác cho gia vị ở đây nhá. Đấy, cho gia vị đây, và các bác lấy cái thìa cắm vào đây cho. Đó, cắm vào đây. Đấy, và bắt đầu các bác cho là các bác dùng thì các bác đậy nó vào. Không dùng các bác đậy nó vào, lúc nào dùng thì các bác lấy nó ra. Đấy, ở đây nó có sẵn cái thìa, các bác lấy cái thìa xúc cho em. Đấy, đong cho em, ví dụ như là và 3 thìa nước mắm mì chính cái thứ này. Đấy, bột canh các bác lấy ra. Đấy, cha vào. Đó, lúc nào dùng xong các bác đậy vào. Bình thường là các bác những cái lọ bình thường là các bác cứ hãy với tay vào, các bác lấy những cái thìa ra rất là khó chịu đây. Con này thiết kế là cái thìa sẽ dính luôn đây rồi. Đấy, để các bác lấy ra. Đấy, lấy thìa ra, hất nó vào. Đấy, lúc nào dùng xong lại đậy nó vào cái, thế là xong, rất ok luôn. Toàn bộ phần thân này là thủy tinh, dùng rất là ok luôn. Bên trên thì là những ABS cao cấp nhá. Đó, lên mã giúp em sẽ cái lọ gia vị nhá. Bên em đang gửi vào một cái lọ gia vị này, đựng gia vị nhà bếp này là 15k một lọ nhá. Còn tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng đó là cái bộ dao Đức 3 cây nhá. Em báo giá luôn, bộ này chỉ có giá 130.000 một bộ thôi. Đấy, hàng của thương hiệu Willing nhá, hình hai ông người này. Đấy, Willing hai ông người, hàng của Đức nhá. Lên mã em sẽ cái bộ dao Đức 3 cây nhá. Bộ dao Đức 3 cây này. Bộ dao Đức 3 cây. Đấy, giá sẽ là 130.000 cho một cái bộ dao Đức 3 cây này. Đấy, một set là 3 cây. Đấy, cùng một con chuyên lọc thái, một con chuyên để chặt này, một con chuyên để thái bản to nhé. Thái bản to rất hợp lý luôn. Nói chung các bác xài gia đình bộ này cho em rất hợp lý. Đây, em sẽ bóc cho bác một bộ này full mới keo nguyên hộp luôn này. Đấy, full mới tinh luôn nhá, full mới tinh, hàng mới keo nguyên hộp nhé. Các bác có thể mua về làm quà biếu tặng cũng rất là chất lượng luôn. Đây, hàng nó đóng gói rất kỹ nhá. Đấy, một set 3 con, hàng của Willing, đóng gói rất kỹ càng luôn. Đấy, rất đẹp nha, đóng gói từ khâu đóng gói đã thấy nó chất lượng rồi này. Đấy, nó sẽ gồm có là đi một cây này, Một cây này thì chuyên để các bác lọc thái này. Đấy, một cây này thì chuyên các bác lọc thái. Lưỡi thì cực kỳ sắc bén luôn. Đây logo Willing dập luôn trên thân dao này. Đấy, con này chuyên lọc thái này, rất hợp lý. Phi lê, lọc thái phi lê. Con này là một cái con kiểu dạng thái bản to nhá. Nhiều bác rất thích thái bản to con này. Đấy, vân gỗ lên rất đẹp này. Đấy, thái bản to các bác thái thịt bò kia các thứ là thái bản to dùng con này cho em rất hợp lý. Đó, rồi. Tiếp theo thì là một cái cây kiểu dạng chuyên chặt này. Đấy, chuyên chặt. Chuyên chặt các nhá, chuyên chặt thì các bác dùng cho em con này. Đấy, chuyên chặt nhá thì các bác dùng cho em con này. Đây. Đó, chặt xương chặt chiếc các thứ cho em dùng con này ok. Đấy, logo Willing rất chất lượng luôn nhá, vân gỗ rất đẹp nhá. Tay cầm này, được bo inox vùng quanh luôn. Đấy, không lo long chui long cán nhá. Đấy thì một bộ của nó sẽ gồm có 3 cây này. Một bộ là 3 cây này các nhá. Đấy thì em giá tại vì em đang gửi bác một cái bộ dao Đức 3 cây này sẽ có giá là 130.000 bộ nhá, chỉ 130.000 bộ thôi. Giá siêu hạt rẻ luôn mà sản phẩm dùng rất chất lượng, sắc bén vô cùng luôn. Bộ dao Đức 3 cây 130.000 bộ. Các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng. Đấy, vì hàng của nó nguyên hộp này, rất chất lượng luôn, đẹp. Và tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã hàng đó là cái nồi cơm Chigo, nồi Chigo 1,2 lít này. Đấy, con này thì quá hot hit rồi và bán cực kỳ chạy với shop nhà em luôn. Đó, dung tích của cái mã nồi cơm này thì sẽ là 1,2 lít nhá, sử dụng là điện 220, sử dụng điện 220 rất là ok, nấu cơm cực kỳ ngon, chín thấu rất là ngon luôn. Sản phẩm này thì sẽ là hàng mới nguyên hộp nhá. Thì đây em sẽ khui, đây sẽ bóc hàng cho bác con này. Hàng mới keo nguyên hộp luôn, rất chắc chắn chất lượng nhá. Về cái này phù hợp cho bác nào mà ở một mình hoặc là ví dụ khoảng tầm 2 người là ok. Đấy, 1 đến 2 người thôi nhá. Đấy, nó không ăn được nhiều đâu ạ. Vì cái dung tích nó nhỏ, nó chỉ 1,2 lít thôi. Nên là nhiều bác cứ bảo là nồi này là nó hơi nhỏ hay như nào, thì em nói luôn là nồi này nó chỉ có 1,2 lít thôi, nên là các bác phải thông cảm giúp em là nồi lít 2 thì nó phù hợp khoảng tầm 1 cho đến 2 người ăn thôi. Đấy, nhiều thì là 2 thôi, chứ còn cùng lắm thì là 1 người ăn là hợp lý. Đó, chứ còn nhiều quá là không đủ dung tích đâu, vì cái nồi này nấu cơm là nó chỉ có 1,2 lít thôi, nó rất là nhỏ. Đấy, rất là nhỏ, phù hợp cho ví dụ như là 2 ông bà hoặc là những người ở một mình, hoặc là ví dụ học sinh sinh viên thì mua con này xem rất chắc chắn. Nhưng mà bù lại nó nhỏ nhưng mà nó cái công suất của nó là 200W nên nó nấu cơm rất ngon luôn, nấu cơm chín thấu. Cái này em đã test thử thực tế rồi, nấu cơm cực kỳ ngon, cơm chín dẻo đều mà rất là bền các bạn, rất bền. Thì đi kèm sẽ gồm có là một cọng dây nguồn này, môi sới cơm này. Đấy thì thao tác mở rất dễ các bác, mở cho em 2 cái nắp ra. Đấy thì mở lên, đây là phần nắp của nó này. Đấy, rất chắc chắn luôn nhá. Bên trong này thì sẽ có một cái cốc đong nước các thứ này, giấy bảo hành hướng dẫn dụng của sản phẩm này. Đó, rất ok. Đây là cái phần lòng nồi này. Đấy, lòng nồi thì có chám một lớp chống dính các bác nhá, rất chắc chắn dày dẫn luôn. Đó, đây là phần lòng nồi, còn đây là phần bên trong. Hàng này thì của nó thì cái mâm này của nó độ nóng cao, độ nóng cao và mâm rất là dày, cầm sờ cái mâm nó nặng trịch luôn mà nó dày dã man. Dày này khi mà cái lượng nhiệt nó tạo ra nó rất là lớn, và lớn thì cơm chín thấu nó ngon nhá. Cái dòng này thì nó là dòng nồi cơ, dòng nút bấm nên là các bác dùng rất là dễ, đặc biệt là người già dùng rất dễ luôn. Bình thường là các bác dùng những cái nồi điện tử ấy, bấm các thứ nó rất là nhằng mất công. Thì như đây nó là dòng nút bấm, chỉ nhớ giúp em là nấu cơm thì nhớ cho em là bấm nút thôi. Đấy, còn các bác không bấm nút thì cơm nó sống có thế thôi. Đấy, nấu cơm thì nhớ cho em là bấm nút nhá, cấp nguồn vào, cho cơm cho nước vào, sau đó có bấm nút chèm cái là lúc nào cơm chín tự động nó nảy có thế thôi. Rất là dễ dùng, dễ xài nhá, và cơm nấu cực kỳ ngon luôn. Riêng dòng này nếu mà cơm nấu không ngon thì em không lấy tiền bác luôn. Về các bác cứ nhận hàng kiểm tra. Đấy, các bác cứ test thử xem, nếu mà nồi mà có vấn đề gì các bác cứ báo em, bên em hỗ trợ để bác xử lý cho bác nhá. Còn em nói luôn là nồi này của nó là nồi 1,2 lít nhá, nồi 1,2 lít thì phù hợp, đấy, phù hợp cho 1 đến 2 người ăn nhá. Đấy, 1 đến 2 người ăn. Nếu mà ăn khỏe mà ăn nhiều ấy thì cũng không đủ đâu. Ăn khỏe ăn nhiều cũng đủ đâu. Còn ví dụ như ăn vừa vừa hai ông bà hoặc là ở một mình học sinh sinh viên thì ăn là rất là phù hợp ok. Nồi dung tích 1,2 lít nhá. Sử dụng điện 220 và công suất là 200W nhá, rất là hợp lý luôn. Giá thì em báo luôn. Lên mã cho em sẽ là sản phẩm một cái nồi cơm của Chigo nhá. Nồi cơm mã sẽ là nồi cơm Chigo. Đấy, hàng nội địa rất xịn sò nha. Giá của nó sẽ là đi 220k nhá, 220k. Đấy, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Giá rất hợp lý nhá. Nồi cơm lên mã em sẽ là cái nồi cơm Chigo 1,2 lít nhá, 1,2 lít đó. 220k bao ship cho bác tận nhà. Hàng mới keng nguyên trong hộp luôn nhá. Hàng mới keng nguyên trong hộp luôn, rất là ok, nấu cơm rất là ngon. Đấy, riêng dòng này nấu cơm siêu ngon luôn. Đấy, không ngon không lấy tiền các bác luôn nhá. Rất chắc chắn chất lượng luôn. Cầm một chiếc nồi nặng trịch luôn nhá, thiết kế chắc chắn lắm. Đó, đây. Có tem mã miếc các thứ đầy đủ của hãng rồi nhà xuất nhá. Hàng này của nó là hàng công ty nên là các bác yên tâm, dùng rất chất lượng luôn. Đó, đây. 200W này. dung tích 1,2 lít này, sử dụng điện 220 này. Đó, xịn sò con bò luôn. Đó. Nồi cơm Chigo nhá, 1 lít 2, giá hiện tại đang gửi bác là 220k một chiếc nồi cơm Chigo này, bao ship tận nhà luôn. Máy xay khô rất nhiều bác hỏi cái mã luôn, thì đây hôm nay tiếp tục hàng về nhá. Và giá thì vẫn như mọi khi, báo giá bác luôn. Lên mã em sẽ có con máy xay khô, máy xay hạt nhá, máy xay khô, xay hạt khô này. Giá của nó sẽ là 120k một cái sản phẩm nha. Đấy. Chuyên để các bác xay xay hạt này, ví dụ như các bác xay bột quế này, xay bột ớt này, rồi là xay hoa hồi thảo quả, xay đỗ tương này, xay bột gạo này. Đấy. Công suất của sản phẩm này sẽ có công suất là 250W nhá. Và sử dụng giúp em là điện 220. Đó. Tần số là 50 Hz nhá các bác nhá. Đó, rất chắc chắn luôn, con máy cực kỳ ok. Mà giá nó rất bình dân, chỉ có 120.000 thôi. Nói chung với sản phẩm này các bác dùng gia đình cho em rất hợp lý này. Đấy, xay hạt đỗ, hạt ngô, hạt gạo này, rồi là xay bột quế, bột ớt này. Đấy, nói chung là các bác chuyên dùng để các bác xay đồ khô nhá. Nhớ cho em là các bác dùng để xay đồ khô chứ xay đồ ớt không xay đâu. Đấy, chuyên dùng để các bác xay đồ khô thì đây. Sản phẩm là nguyên hộp nhai. Đấy, dây nguồn này, các bác cấp trực tiếp nguồn 220. Đấy, sau đó là các bác cho những cái đồ các bác cần xay vào đây nhá. Lưỡi của nó là hàng 4 lưỡi nhá, nó chém rất khỏe luôn, xay rất nhanh nhá, xay rất nhanh, chém rất khỏe. Cái cối của nó là cối inox nên là khi mà các bác sử dụng rất dễ dàng vệ sinh, không lo bám dính. Đó. Đây là cái phần nút công tắc này, các bác bấm vào đây cho em là máy nó chạy có thế thôi. Bấm vào đây là máy nó chạy có thế thôi nhá. Cấp nguồn bấm vào đây là máy chạy, rất ok. Cực kỳ là dễ sử dụng luôn mà máy chạy cực kỳ khỏe, xay rất là nhuyễn nhá. Đấy, xay rất nhuyễn đây. Cái anh em đang xài này, đây này. Bật cho các con. Đấy, đây. Cái này là em đang xay gạo nhá. Đó, con này là nhà em đang xay gạo, đang xay gạo. Đó, đây có nhìn này. Đấy, xay phát bốc khói luôn nhá. Các bạn nhìn này. Bột nhuyễn luôn này. Đây là cái này nhà em đang xay bằng bột gạo nhá, bột gạo. Đấy, ví dụ các bác có muốn nấu tí cháo, tí bột giờ cho cháu thì mình cũng ok luôn. Cho đây các bác xay thành bột rất ok. Xay rất là ngon đấy các bạn, xay ngon lắm. Đó, đây là xay bột các nhá. Xay bột nói chung là chuyên để các bác xay bột khô nhá, xay bột khô, xay hạt này, đấy xay hạt, xay bột quế, bột ớt này, hoa hồi thảo quả này, rồi là xay bột đỗ tương nọ kia rồi, các thứ là rất tiện dụng luôn, sử dụng gia đình rất hợp lý, chỉ có 120.000 thôi. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là con máy xay hạt, máy xay bột khô nhá. Đấy, 120k một cái sản phẩm nhá. Đấy, nhiều bác bữa trước chưa mua được thì hôm nay có hàng rồi, các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá, các nhá, chốt đơn nhanh luôn, mua luôn 120k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con đài với em. Đấy, đài với em bên em vẫn còn hàng nhá, và cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đài với em có đồng hồ nhá, đài với em có đồng hồ. Đó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là đài FM này. Giá của sản phẩm này thì rất là hợp lý và dễ mua luôn, chỉ có 240.000 một cái thôi. Lên mã em sẽ cái con đài FM và có đồng hồ luôn nhá, có đồng hồ luôn. Giá sẽ là 240k. Đấy, và em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn nhá. Giá rất hợp lý. Đấy, có cả đồng hồ rất tiện dụng luôn. Đây. Về các bác có thể là bắt đài với em các bác nghe. Đấy, rồi là các bác có thể là bắt với lại kết nối bằng Bluetooth để các bác nghe nhạc qua điện thoại, hoặc là về các bác có thể là cắm vào cổng USB nhá, cắm vào cổng USB để các bác nghe qua USB hoặc là thẻ nhớ đều được nhá. Đây, đấy tổng quan của con đài đây, có phần tay sách rất đẹp luôn này. Ở đây thì thiết kế là đồng hồ nhá, có đồng hồ này. Đây là cái núm volume, đồng thời cũng như là cái nút mà bật tắt luôn. Đây. Đấy, volume bật tắt luôn, volume cũng như là bật tắt luôn này. Đấy thì bật tắt các bác bật nút bên tay trái cho em này. Đấy, và tăng giảm to nhỏ là các bác cũng vặn cái núm này cho em luôn. Đấy, và cái núm bên này là cái núm dò kênh nhá, dò kênh. Đấy thì ở đây sẽ có SW này, AM, có cả đài AM, có cả đài FM này, rồi các bác gạt về cái đằng cùng này, ngoài cùng thì là MP3 là các bác kết nối với lại Bluetooth nhá. Đấy, còn nếu mà các bác bắt FM thì các bác cứ để cho em một chút độ FM này. Đấy, bật lên cho em. Đấy, sau đó các bác dò kênh này. Đấy, các bác cho cái anten này lên cho nó dò cho nó khỏe này. Đấy, cho nó có cái anten này luôn nhá. Đấy, để các bác dò cho nó khỏe này. Đấy, con này thì các bác cứ dò cho em từ từ thôi nhá. Cho nên các cơ quan liên quan và các địa phương tổ chức khảo sát, xác định tiêu chí và thống kê số liệu làm cơ sở để nghiên cứu chiếc cựu Thales Samsung 1976 đến 1979. Sáng nay 11 tháng 3, Bộ Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết. Đấy, đấy không? Nghe rất hay nhá. Đấy, nghe cực kỳ là ấm luôn. Đấy, các bác đặc biệt là các bác người già đấy, rất thích nghe. Đấy, em thì mua này cho em rất hợp lý. 2025 trước mắt thành phố Hồ Chí Minh sẽ xin phép được tuyển sinh lớp 6 cho. Đấy, cái núm này là cái núm tăng giảm âm lượng, đồng thời là cái núm bật tắt luôn nhá. Đấy, đây. Để dự tính ổn định vì mùa tuyển sinh đầu cấp đã tuyên kê. Tiếp theo thành phố cũng sẽ tính toán đến phương án lâu dài. Cái con sản phẩm này thì nó sử dụng cái pin của nó sẽ là cái pin 18650 nhá, pin 18650. Cái pin này thì nó rất hay là các bác có thể là sạc tích điện được nhá. Khi mà hết pin thì các bác đây đi trong thì sẽ có kèm một cái dây cáp sạc nha. Thì các bác cắm vô đây. Đó, cắm vô cái nguồn của nó, nguồn vào của nó sẽ là cái nguồn DC 5V nhá. Về các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, các bác cắm vào đây là các bác cắm sạc cho cái đài này vô tư luôn. Có cái cổng USB này để các bác cắm nghe nhạc này, thẻ nhớ này, AUX tai nghe, và đây là cái nút bật tắt đồng hồ nhá. Các bác muốn bật tắt đồng hồ thì các bác bật cho em cái nút này, đấy, on off này. Hiện tại đang để off thì các bác bật về on cho em này. Đấy, clock tức là đồng hồ nhá. Đấy, đồng hồ. Đấy, thì các bác bật lên đồng hồ sẽ chạy này. Đấy, đồng hồ chạy này. Đó, và đằng sau thì là cái nút để các bác chỉnh giờ nhá. Đấy, thì các bác chỉnh giờ thì các bác chỉnh bằng cái nút đằng sau cho em. Đấy, ví dụ bây giờ đang là 9 giờ chẳng hạn này. Đó thì các bác xoay cho em về 9 giờ, hoặc là các bác ví dụ này chỉnh 13 giờ này. Đó, chỉnh 13 giờ ngon này luôn nhá. Đấy là cứ thế là đồng hồ chạy thôi. Rất là hợp lý luôn, có cả đồng hồ theo dõi thời gian cũng như là đài FM. Khu vực quyền Con Plong là động đất luôn. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do hoạt động của các hồ chứa thủy điện. Sẽ được chuyển sang phần tin nhắn quốc tế. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm công bố ngày 10 tháng 3, Nga đã tụt xuống vị trí thứ 3 sau Mỹ và Pháp. Đó, Nga đã tụt xuống vị trí thứ 3 sau Mỹ và Pháp nhá, rất là hợp lý luôn. Đấy, các bác nghe đài thời sự nghe nhạc nghe nhẽo ok. Đấy, và cái pin này rất là hay là nó có thể là sạc được không nhá, có thể sạc được luôn. Đó. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại là mang cái dây sạc này ra, các bác cắm với lại cái cục sạc điện thoại này mình, các bác cắm vào đây để các bác sạc, và lúc nào đầy pin thì các bác lại mang ra các bác dùng, có thế thôi. Dùng hết pin thì sạc. Còn nếu mà các bác trong trường hợp mà các bác sạc mà nó chưa có pin dùng thì mình có thể là mua thêm 2 cái viên pin to này, các bác lắp vô đây để các bác sử dụng nhá. Còn bên em bán là nó chỉ có kèm viên pin nhỏ này thôi, chứ còn không có pin to đâu. Pin to là về các bác tự mua tự lắp nhá. Đấy. Đài nó chỉ nguyên bản là một đài và đi kèm là có pin với cả với cọng cáp sạc này. Đấy thì giá sẽ là 240.000 nhá. Và cái đài này là nó có cả đồng hồ các thứ luôn, rất là xịn luôn, rất là xịn, rất là hay. Đó, có cả đồng hồ, cả đài FM. Nghe rất là to rõ ràng luôn các em nhá. Đấy, nghe rất là to rõ ràng luôn này. Đó. Rồi, đấy, thực tế về sản phẩm đài FM bên em đang gửi bác nhá. 240k rất đẹp luôn. Về các bác dùng nghe nhạc nghe đài hợp lý luôn nhá. 240k một chiếc đài FM nha. Bao ship cho bác tận nhà luôn. Đó, lên mã cho em sẽ là đài FM có đồng hồ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ mũi khoan tháp đỏ này. Đấy, bộ mũi khoan tháp đỏ nhá. Một bộ này sẽ gồm có là 6 mũi nhá, 6 mũi. Bộ này nó sẽ gồm có là 3 mũi nhá, 3 mũi khoan 6 mũi nhá, tổng là 6 mũi thì nó sẽ gồm có là 3 bộ mũi khoan tháp này. Đấy, kích cỡ là khoan tháp thì các bác khoan cho em kích cỡ là nhỏ nhất là 4 và lớn nhất thì sẽ được là 32. Đấy thì nó sẽ gồm có là 3 bộ mũi khoan tháp và 3 bộ mũi khoan kiểu dạng khoan zigzag các nhá, khoan zigzag, khoan 3 cái mũi khoan này thì nó là cái mũi khoan rích rắc để các bác ví dụ các bác khoan đục tạo lỗ thứ này. Đấy, tạo lỗ tạo khuôn thì các bác dùng cái con cho em cái mũi khoan rích rắc này. Còn 3 cái mũi khoan tháp để các bác khoan những cái dạng lỗ tròn để các bác ví dụ như các bác ướm vào mình khoan kỹ thuật các thứ ra. Đấy thì nói chung là bộ này rất là đa năng mà khoan cực kỳ là sắc luôn. Nó là dòng thép gió nhá, phủ một lớp titan. Đấy nên là khi mà các bác khoan rất sắc bén. Đó, đây. Kích thước tối đa nó sẽ là 32 và nhỏ nhất sẽ là 4 và sẽ có là 3 mũi khoan tháp, 3 mũi khoan zigzag kiểu dạng khoan khoét các thứ nhá, kiểu dạng khoan khoét đấy. Đó, rồi, một bộ này là 6 mũi này, lên mã cho em sẽ là cái bộ mũi khoan tháp đỏ nhá. Đấy, bộ mũi khoan tháp đỏ hộp vì hộp của nó màu đỏ em lên luôn mã sẽ là cái bộ mũi khoan tháp đỏ nhá. Bộ mũi khoan tháp đỏ này thì mũi khoan tháp đỏ này. Đấy, mũi khoan tháp đỏ giá 6 mũi nhá, 6 mũi. Giá một bộ này chỉ có 110.000 bộ thôi, 110k bộ, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Đấy, về các bác sử dụng khoan đa năng, khoan sắt rồi đồ khoan thép, khoan gỗ, khoan nhựa thứ trong, khoan trần, thạch cao thứ, khoan đầy đủ các chất loại vật liệu luôn. Nói chung là ok, giá bình dân mà sản phẩm dùng ok, anh em thợ thuyền này các bác dùng gia đình cho em rất hợp lý. 110.000 bộ thôi các bác nhá, 110k bộ này rất đẹp luôn, chắc chắn chất lượng. Bộ mũi khoan tháp đỏ nhá, 6 mũi 110k, 3 mũi khoan tháp và 3 mũi khoan zigzag, khoan lỗ các nhá, khoan lỗ đây. Các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này, khoan rất là ngọt ngào luôn. Đây các bác cùng xem này. Khoan đủ kích thước khác nhau trên mọi vật liệu với bộ mũi khoan này. Đây là cái bộ mũi khoan tháp đa năng sẽ bao gồm 6 mũi khoan như thế này. Mũi khoan hình tháp sẽ giúp các bác khoan được các lỗ từ 4 cho đến 32 đi. Mũi khoan hình zigzag sẽ có thể khoan ngang, khoan bất cứ hình dạng nào các bác muốn luôn. Được làm bằng thép hợp kim nên các bác có thể yên tâm về độ cứng và bền, và các bác tay như mông hộ nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nhé, khoan rất là ngọt ngào nhá. Đấy, ngoài khoan tháp, khoan lỗ tròn này mình có thể là khoan zigzag. Đấy, mũi khoan hình zigzag sẽ có thể khoan ngang, khoan bất cứ hình dạng nào các bác muốn luôn. được làm bằng thép hợp kim nên các bác có thể yên tâm về độ cứng và bền, và các bác tay ai nhớ mua hộ nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Rồi lên mã anh em sẽ là cái bộ mũ khoan tháp đỏ 6 mũi nhá, 110k bộ này. Sau cái mã hàng tiếp theo thì đó là cái mã hàng thùng đồ nghề này. Đấy, bác nào hay đang đi làm nghề làm yếc hoặc ở gia đình thì mình được, các bác mua về mình dùng để đựng đồ nghề, cả lê cái liếc các thứ ốc vít là rất là tiện dụng luôn nha. Đây lên luôn cho bác cái mã hàng thùng đồ nghề của Kijito nhá, cực kỳ xịn sò luôn. Cái hàng của Nhật rất chất lượng luôn. Đấy, nó sẽ là nguyên thùng nha, rất chắc chắn nha, đóng gói rất kỹ này. Đây em lấy cho bác con đó, một chiếc thùng đồ nghề nhá, các bác về dùng để đựng đồ nghề quá tuyệt vời luôn. Con này hàng 3 tầng dùng cực kỳ chắc chắn luôn, bán cực kỳ nhiều. Con này giá bình dân chỉ có hơn 400.000 một chiếc thùng đồ nghề này thôi. Đấy, đây có phần quai sách quai đeo này. Đấy, các bác có thể sách mang đi mang lại rất tiện dụng luôn. Anh em công trình công trường đựng đồ nghề hoặc các bác sử dụng thợ thuyền, anh em ở nhà dùng ok luôn. Hàng này thì của thương hiệu Kijito nhá. Đây Kijito này. Đấy, chữ dập nổi lên trên thân này. Đấy. Cái phần sơn của nó làm nước sơn rất đẹp luôn, nước sơn rất đẹp nhá, chất lượng nhá. Đó, nước sơn làm rất cẩn thận. Hai màu chủ đạo là màu cam và màu xám này. Phần bên hông thì được gia cố này, toàn bộ bằng nẹp thép dày, rất dày luôn nhá. Đấy, nên là rất chắc chắn nhá. Đây em sẽ mở ra các bác coi. Cái con này mà khi mà mở ra nó rất là to luôn. Mở ra to lắm. Chiều dài kích thước của nó thì chiều dài của nó sẽ là vào là 42 nhá, chiều rộng 20 và chiều cao là 20 các bạn, 42 x 20 x 20. Đây mở ra các con. Đấy, mình mở ra rất to luôn này, đúng như là cái cánh máy bay luôn, rất là to. Thì nó trên này nó sẽ có những ngăn nhỏ này để các bác đựng những cái đồ nhỏ vào đây. Còn dưới này thì là một cái ngăn to, ví dụ như cái con máy khoan máy khiếc thì các bác đựng ngăn dưới, còn những cái bên trên này các bác chia ra mình đựng cà lê, mỏ lết, kìm kéo, ốc vít viêu các thứ rồi. Thì các bác chia ngăn ra thì khi mà các bác dùng cũng rất là tiện, mình dễ tìm đồ nhá. Vào nào mà khi mà dùng xong thì các bác lại dập nó vào nha. Đấy, rất nhỏ gọn luôn. Và đây nó có một cái lỗ này. Trên cửa nắp này nó có một cái lỗ này, mình có lỗ chưa? Đấy, cái lỗ này. Để khi mà ví dụ như là trong trường hợp mà mình ấy thì mình mua cái khóa có móc rồi chưa? Là rất an toàn luôn, không lo nó bị mất trộm ở nhà các nhá. Nó rất chắc chắn. Con này cái độ nặng của nó về rơi được khoảng tầm 4,5 cân 5 cân luôn, rất nặng nha, cầm chắc lắm, cầm chắc nịch luôn. Đó đây, thiết kế rất chắc chắn nhá, thiết kế rất chắc chắn luôn. Đó, tôn dày, dạng tôn lá thép tôn dày nhá. Kích thước 42 x 30. Đấy, có thể mở ra đi vào một cách trơn tru, sách đi sách lại rất ok luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là thùng đồ nghề nhá, thùng đồ nghề của thương hiệu Kijito. Đấy, Kijito này. Đấy, thùng đồ nghề Kijito nhá, em báo giá luôn. Thùng đồ nghề đó, thùng đồ nghề thì sẽ có giá là đi 430.000 nhá, 430k, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đó, bao ship luôn nhá, 430.000 một chiếc thùng đồ nghề bao ship này. Kích thước của nó sẽ là 42 x 20 x 20, 42 là chiều dài, 20 chiều rộng và 20 chiều cao nhá. Đó, 430k, hàng của thương hiệu Kijito nhá. Đây các bác cùng ngắm lại em nó một lần nữa này, rất đẹp luôn. Đó, rất chắc chắn chất lượng nhá, cầm nặng trịch luôn. Phải rơi vào tầm 4,5 cân 5 cân, cầm chắc lắm, cầm nặng chắc chắn, không có một tí nào gọi là dơ giếc các thứ gì, chắc nịch luôn. Đó, xịn chất lượng này, quá đẹp luôn này, thiết kế cực kỳ chắc chắn mà tối ưu công năng sử dụng nhá. 430.000 một chiếc nhá, 430k một chiếc thùng đồ nghề của Kijito nhá. Đấy, 430k một chiếc, quá đẹp luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con kẹp Eto của thương hiệu Asaki này. Em báo giá luôn 190.000 cho một chiếc kẹp Eto của Asaki này. Các bác cứ lên mã em xem cái kẹp Eto nhá. Kẹp Eto để về các bác kẹp đồ các thứ rồi mình làm nghề rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, kẹp ghim những cái đồ đạc mình cần làm nhá. Tạo những cái sự cố định chắc chắn khi mình làm việc nhá. 190.000 một cái con kẹp Eto của Asaki này. Đó đi đây. Kích thước của nó thì em sẽ quay trực tiếp ở trên hình các bác cùng nhìn này. Đấy, toàn bộ thì kích thước ở bên ngoài của hộp nó có hết luôn nhá. Đấy. 55mm này, con này có thể kẹp di động được mọi chỗ mọi nơi nhá, vì nó có thể kẹp tháo ra vào được này. Đấy, xoay tròn 360 độ nhá. 60mm này. Đấy, 50 60 kích thước đầy đủ ở trên hình các bác đang coi đây. Đó. Thì cái sẽ có giá là 190.000 một chiếc nhá, dòng kẹp Eto của Asaki. Hàng bãi Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Chắc chắn lắm. Đấy, con này thì em bán khá là nhiều rồi, để các bác xài sử dụng mình kẹp bàn rất tiện dụng. Đây nó có thể là tháo ra lắp vào tùy nhu cầu nhá, mình có thể là tiện dụng di chuyển mọi chỗ mọi nơi nhá. Đấy, và đây là cái nấc này. Đấy, các bác có thể là xoay tròn 360 độ nhá. Đấy, xoay tròn các hướng luôn. Đó đây, và đây là phần kẹp, thì lúc nào mà kẹp được các bác nới ra. Đấy, các bác nới ra này. Đó, các bác nới ra để các bác kẹp nhá. Con này rất trơn tru luôn, xoáy rất ngọt ngào nhá. Đấy thì mình dùng để mình kẹp đồ các thứ đây. Ở này có phần radien này để các bác kẹp nó không bị trơn trượt này. Ở đây nó còn có một cái chỗ để các bác đe nhá. Ví dụ như là các bác gò gõ thì các bác dùng chỗ này các bác đe vào. Đấy, để các bác đe, các bác gò gõ những cái chỗ như này. Và cái phần này phần kẹp có thế thôi, rất là ok. Thao tác rất đơn giản, rất dễ xài, dễ sử dụng nhá. Nói chung là dùng gia đình này, anh em thợ thuyền dùng làm nghề cho em con này cũng quá ok luôn nhá. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là cái chiếc kẹp Eto của Asaki. Đấy, kẹp Eto của Asaki. Con này thì sẽ có mức giá là 190k một chiếc nhá, 190k. Một chiếc kẹp Eto của Asaki 190k, giá rất là bình dân mà sản phẩm dùng rất chất lượng luôn. Và bên em bán khá là nhiều con này rồi, dùng gia đình này. Anh em thợ thuyền dùng con này rất là hợp lý. Đó, 190k một chiếc nhá, kẹp Eto. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lọ keo dán giày này, lọ keo dán giày dép nha. Bên em lại tiếp tục về hàng này. Đấy, lọ keo dán giày dán dép nha, rất tiện dụng luôn. Bác nào đang bị giày rách, dép rách, các bác mua cho em cái lọ keo dán giày này về. Thì hiện tại bên em đang bán một lọ keo dán giày này, mức giá sẽ là 20k một lọ nhá, 20k trên một lọ nhá. Còn nếu mà các bác lấy 3 lọ thì bên em sẽ tính cho bác là 50k. 3 lọ chỉ có 50.000 thôi, giá rất bình dân mà dính rất chắc luôn. Đó, một lọ này sẽ có dung tích là 60ml nhá, 60ml. Đấy, về các bác dùng để dán giày, dán dép nhá. Đấy, đi về các bác tháo nắp này, ở đây nó có cái đầu ra, nó là cái đầu lỗ kim nên là khi mà các bác giỏ ra nó rất là dễ này. Đó. 20k một lọ nhá, 20k một cái lọ keo dán giày, dán dép này. Đấy, giày rách, dép rách các bác mua về dán rất ok luôn, đỡ bị vứt đi. Mình tận dụng cái keo này mình dán, mình có thể tái sử dụng này. Đấy, đi lại ok luôn. 20k một lọ keo giày nhá, các bác lấy 3 lọ sẽ có giá là 50.000. Đó, 3 lọ là 50k này. 3 lọ kéo giày là 50k, lấy một lọ thì là 20k một lọ nhá. Lên mã cho em sẽ là cái lọ keo dán giày. Đó, rất ok. Cái này dán hay lắm. Giày rách, giáp rách các bác về dán rất tiện luôn. Giày bị hư hỏng, đồ vật bị gãy để đừng vội vứt đi. Hãy thử ngay keo dán trên sửa giày, giày thể thao, giày da, keo nhựa, keo dán giày mềm, không thấm nước, kết dính chắc chắn và nhanh khô này để sửa lại xem nhé. Keo có độ kết dính cao, không thấm nước, không ăn mòn, không gây ố vàng, không hại da tay, không làm mòn giày hay đồ vật. Thiết kế vòi là lỗ kim giúp dễ dàng lấy lượng keo vừa đủ, không bị khô keo cũng không bị chảy ra ngoài. Keo khô ngay sau khi dán, giày không bị ố vàng hay khô cứng. Anh chị đặt ngay một chai về để sửa chữa đồ vật trong nhà nhé, đảm bảo chất lượng sẽ không làm anh chị thất vọng đâu ạ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây bút điện. Bên em bán cực kỳ chạy luôn này. Đấy, một cái cây bút điện giá rất là bình dân mà, và tặng kèm thêm pin luôn, hàng chuẩn chính hãng nhá, vỏ bọc các thứ đầy đủ luôn. Báo giá bác luôn nhá, lên mã em sẽ cái cây bút điện đa năng nhá, bút điện đa năng các bác dùng gia đình, anh em thợ thuyền dùng con này quá ok. Giá của nó sẽ là 20k một cái cây bút điện đa năng này, 20k một cây nhá, dùng rất tiện dụng luôn. Đèn cực kỳ sáng nhá, và khi các bác mua thì bên công ty sẽ có tặng kèm thêm cho bác là một cái đốc pin này nữa nhá. Còn sẵn bên trong thì đã có pin sẵn rồi nhá, đã có pin sẵn rồi. Đấy, đây, đèn rất sáng luôn này, không nhìn này. Đấy, đèn rất sáng nhá. Bình thường là những cái bút điện các bác thử nhà đèn nó tối om nhìn rất khó nhìn, đây con này đèn rất sáng luôn nhá. Đấy, các bác thử pha nóng pha nguội này, từ trường này, rồi là kiểm tra đứt dây cái thứ rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, một chiếc bút điện này với mức giá chỉ có 20.000 thôi, giá siêu hạt rẻ, siêu bình dân luôn. Đấy, bình thường những cái shop khác nó cũng bán nhưng mà có khi người ta bán chỉ có 10.000 nhưng mà đấy hàng trôi nổi nhá. Hàng thứ nhất là không chính hãng, thứ hai là không có pin tặng kèm nha. Đây bên em hàng chuẩn vỏ nhãn hộp đầy đủ luôn, có cả pin tặng kèm nhá, hàng cam kết bảo hành cho bác luôn. Đấy, chỉ có bút 20.000 thôi nhưng bên em vẫn bảo hành cho bác luôn nhá. Lỗi một đổi một, 20k cho một chiếc bút thử điện nha, giá rất bình dân. Đây các bác cùng xem thực tế với video về sản phẩm này đây. Bác nào hay phải dò điện thì dùng bút điện đa năng này nhé. Chức năng thứ nhất là dò dây điện bị đứt ngầm. Đấy, điện là nó dẫn đến chỗ nào thì đèn nó sẽ sáng xanh ở chỗ đó ạ. Và khi nào đến chỗ bị đứt ngầm thì đèn sẽ không sáng nữa. Đây, và em sẽ tút ra, đây chính là cái chỗ mà nó bị đứt ngầm các bác nhá. Chức năng thứ hai là đo thông mạch. Đấy, bằng cách nào ạ? Ví dụ như một cái dây điện nhà mình đây, mình kiểm tra xem nó có bị đứt ở đâu hay không bằng cách ạ, một đầu dây điện mình chọc vào đầu của bút ạ, và đầu còn lại mình chọc vào đầu còn lại của bút. Nếu mà bút nó sáng xanh như thế này là dây điện nhà mình vẫn ok, không bị đứt ạ. Nếu mà đèn nó mà không sáng thì dây điện này đã bị đứt các bác nhá. Đấy, sáng này không sáng này. Chức năng thứ ba là cảm ứng từ trường, chỉ cần để bút ở ngoài này là đã biết đâu là dây pha lửa và đâu là pha mát nhé. Ví dụ đây là cái dây pha lửa thì đèn sẽ sáng xanh đúng không ạ, và cái pha nguội thì đèn nó sẽ không sáng các bác nhá. Chức năng ưu việt cuối cùng là gì ạ? Nó cũng như những chiếc bút thử điện khác thôi. Ví dụ như pha lửa mình chọc trực tiếp vào thì cả đèn xanh và đèn đỏ sẽ sáng nhé, và đèn nó sẽ rất là sáng, không như những cái bút thử điện bình thường ở nhà mình đâu ạ. Và khi mình chọc ra pha nguội thì chỉ có đèn xanh sáng thôi. Và đây chính là chiếc bút thử điện đa năng mà các bác nên dùng để mình mang đi sửa chữa ạ. Đó, đấy thực tế về chiếc bút thủy điện đa năng nhá. Đấy, thủy điện rồi là test các chức năng các kiểu rất đa năng luôn. 20k nhá, 20k một chiếc bút điện đa năng này, có tặng kèm thêm pin cho bác luôn nhá. 20k một chiếc này. Con loa gỗ dài, con này thì bên em bán cực kỳ nhiều rồi, nghe rất hay luôn đấy. Các bác nghe trong phòng diện tích khoảng tầm 3-40m2 nghe cực kỳ hay. Con này đặc biệt là nghe phòng nghe rất hay luôn nha. Đấy, nó có thể kết nối với Bluetooth điện thoại để các bác nghe nhạc qua hệ thống Bluetooth, hoặc là có thể cắm thẻ nhớ qua USB đều được nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em sẽ là loa gỗ dài. Đấy, loa gỗ dài. Đó thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là loa gỗ dài này. Đấy, loa gỗ dài. Đó thì sản phẩm này sẽ có giá là 250k và em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, 250.000 bao ship nhá. Con này nghe rất hay luôn đây. Em sẽ quay chi tiết cho bác và mở test thử bác nghe luôn này, nghe cực kỳ hay luôn nhá. Đó, loa thì thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Đấy, vỏ gỗ vân gỗ lên rất đẹp nhá các bác nhá. Đây, vỏ gỗ vân gỗ lên cực kỳ đẹp này. Đó, chiều dài của nó là vào là 40 nhá, chiều dài nó là 40. Chiều cao chiều rộng là 10 các bác nhá, 40 x 10 x 10. Đó, khá là dài đẹp đây. Đây là những cái màng loa này. Có đây phần trên này, đó phần trên vân gỗ lên rất đẹp nha các bác nhìn này. Đó, có phần chân đế đầy đủ luôn nhá, 4 chân. Các bác dùng để trưng bày để co trước tivi cũng ok luôn, rồi các bác dùng để nghe nhạc các thứ cực kỳ hay nhá. Ở đây thì sẽ có là cái cổng sạc DC 5V này. Đấy, rồi là một cái cổng kết nối USB nhá. Thì các bác có cái USB các bác cắm vô đây, rồi là có cả kết nối thẻ nhớ này, AUX tai nghe này. Ở đây thì sẽ có nút nguồn này, M chế độ này, tăng giảm nick bài này. Đấy, rồi là tạm dừng này. Đấy thì các bác muốn bật loa lên thì các bác giữ lì cho em nhé, giữ lì này. Đó, giữ lì. Đấy, đấy bắt đầu lên đèn này. Đó, bắt đầu nó kết nối Bluetooth nhá. Khi mà kết nối Bluetooth thì các bác mở cho em điện thoại lên. Các bác vào phần Bluetooth này, bật Bluetooth lên nhá. Đó, các bác đợi chút, bật Bluetooth lên. Sau đó là các bác tìm đến cái tên mà nó có tên mã loa của nó sẽ là XM520 các bác nhá. Đây này. Mã loa tên là XM520 này. Đấy đây. XM520 các bác bấm kết nối này. Đấy, đang ghép đôi đó. Các bác đợi chút này. Đó, đấy, ghép đôi. Ok, ghép đôi thành công nhá các bác nhá. Đây, bây giờ em sẽ vào nhạc test loa các bác nhá, nhạc test loa này. Nhạc test loa, con này nói chung nghe hay lắm ạ. Nghe cực kỳ hay luôn. Đây để em test cho bác coi. Này, hay lắm ạ. Nghe âm thanh nó cực kỳ là sống động mà cái trống chiếc nghe rất chắc luôn, trống nghe cực kỳ chắc không nhá. Đó. Đấy nhá, nếu mà các bác muốn cho to thì các bác giữ lì cho em cái nút đây này, nút nó chỉ hướng bên tay phải này, các bác giữ lì nhá. Đó, các bác nghe cái bass nó đánh cực kỳ chắc luôn. Con này nghe bass cực kỳ chắc mà chép nghe đâu đấy luôn nhá. Nói chung nghe rất hay. Giá tầm giá nhưng mà nghe rất hay luôn ạ. Đấy, tầm giá này nghe rất hay. Đó, các bác kết nối vào Bluetooth để các bác nghe qua Bluetooth. Ngoài ra thì các bác có thể là kết nối với lại thẻ nhớ hoặc là USB đều được. Đấy, rồi là đây là cái cổng cáp sạc nha. Thì đi kèm nó sẽ có một cái cọng dây cáp sạc nha. Thì bác cắm vô đây. Sau đó là các bác cắm với lại cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Các bác sử dụng cái nguồn 5V ấy, nó có cổng USB ấy, là các bác có thể cắm sạc điện thoại đây, ví dụ như này. Thì em đang có mấy cục sạc Samsung và cục này em đang bán đây này. Thì các bác có thể cắm vào đây. Và các bác cắm vào nguồn 220 để các bác sạc cho cái loa này nhá. Đấy, còn nếu mà các bác nào chưa có cái cục này thì có thể mua thêm. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái cục sạc Samsung 2A nhá, hàng của Samsung. Thì cái cục này tại bên em đang bán là 30.000 một cục nhá, 30.000 một cục. Nếu mà các bác nào chưa có thì có thể mua thêm. Còn quay trở lại cái loa thì tại bên em đang bán là 250.000 cho một cái loa gỗ già này, bao ship cho bác tận nhà luôn. Loa rất đẹp nhá, hình thức cực kỳ đẹp và chất âm nghe cực kỳ hay. Bass căng, chép sâu, nghe rất ok luôn. Đấy, vì ở đây nó có một cái khe nữa này. Thì các bác có thể để điện thoại đây. Đấy, đây cái điện thoại của em nó hơi to. Đấy, còn điện thoại dạng bé bé là vừa ok luôn nhá các bác nhá. Đấy, cái khe này các bác có thể để điện thoại ở đây này. Rất là ok luôn nhá. Đó, rồi. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là loa gỗ dài nhá, loa gỗ dài 250.000. Đây, em mở to nữa các bác nghe lại một lần nữa này. Đó. Đó, thực tế về cái chất âm của con loa này nhá, nghe rất hay luôn mà cực kỳ là ok. 250.000 một chiếc, loa gỗ dài nhá, bao ship cho bác tận nhà luôn. Lên mã giúp em sẽ là loa gỗ dài nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con bóng tròn tích điện này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bóng tròn tích điện nhá. Con này thì giá rất hạt rẻ luôn, chỉ có 90.000 một chiếc bóng đèn tích điện thôi. Lên mã em sẽ cái bóng tròn tích điện nhá, bóng tròn tích điện. Giá đang bán là 90k một chiếc bóng tròn tích điện này, có cả điều khiển từ xa dùng rất là hay luôn. Đấy. Trong trường hợp ví dụ như là mất điện này, hoặc các bác hay đi cắm trại, đi chơi, đi phượt, mình không có điện lưới thì mình dùng cái con này cho em. Đấy, nó có tích điện nhé, và khi mà hết pin thì các bác cắm sạc vào các bác xài, và có thể sạc bằng năng lượng mặt trời luôn này, có cả cái tấm pin sạc năng lượng mặt trời. Sản phẩm thì nguyên hộp sẽ gồm có một thân bóng này, một cọng dây cáp sạc và đi kèm là một cái điều khiển từ xa nhé, điều khiển từ xa. Đó, công suất con này thì sẽ có công suất là 120W nhé. Đây là cái nút bấm này. Đấy, bấm một lần, hai lần, ba lần thì đèn nó sẽ sáng nhá. Có thì thao tác nhất bác có thể bấm vào đây này thì nó sẽ sáng này, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, chế độ nháy luôn này, có cả nháy cảnh báo đèn đỏ đèn xanh như kiểu công an nhá. Đấy, thì các bác có thể bấm vào đây. Ngoài ra con này rất là hay là nó có đi kèm một cái điều khiển nhá, thì các bác có thể bấm bật tắt là bằng điều khiển từ xa luôn này. On này, off này, bật này, tắt này. Ngoài ra thì cái điều khiển này có cả phần hẹn giờ này. Đấy, em tắt đi nhá. Hẹn giờ 3 tiếng, 5 tiếng này, 8 tiếng này. Đấy, chế độ sáng tối này, auto này. Đó, on này, off này, on này, off này. Đấy, các bác có thể dùng cái điều khiển này, các bác điều khiển từ xa luôn. Có phần móc đeo, đeo lên đeo xuống. Rồi đây là ví dụ như là trong điều kiện mà các bác không có điện lưới thì mình có thể là mang ra ngoài trời mình phơi thôi nhá, phơi. Đấy, nhưng mà sạc bằng năng lượng mặt trời này thì nó sẽ vào hơi lâu quá. Chủ yếu là các bác nên sạc bằng cái cổng 5V USB này này. Thì đi kèm nó có cả một cái cọng dây cáp sạc này. Thì về các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, các bác cắm với lại cái cục sạc điện thoại các bác cắm vô đây là các bác sạc được cho cái đèn này, có thế thôi, rất là dễ xài nhá. Giá thì tại bên em đang gửi bác là một cái bộ bóng tròn tích điện nhà này là có cả điều khiển các thứ này, là đầy đủ là 90.000 một chiếc nhá, 90k một chiếc. Lên mã cho em sẽ là cái bóng tròn tích điện nhá. Đấy, bóng tròn tích điện đang gửi bác sẽ là 90k cho một chiếc bóng tròn tích điện nha. Đấy, bóng tròn có tích điện, điều khiển từ xa luôn, rất là hay. 90k một cái nhá, rất là ok luôn. Ánh sáng cực kỳ sáng nhá, 120W rất là sáng luôn. Đó. 90k dùng trong ví dụ như là trong trường hợp mất điện này, hoặc các bác hay đi cắm trại, đi chơi, hoặc ví dụ các bác bán hàng bây giờ, bán hàng hoặc là bán hàng trong buổi tối mình mang cũng được. Đó, rất là tiện dụng luôn nhá. 90k một chiếc này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái hộp nước giặt của Nhật nhá. Hộp nước giặt Nhật, một hộp này thì sẽ có giá là 80.000 hộp nhá, 80.000 hộp này. Đấy, một hộp này sẽ gồm có là 100 viên nước giặt, rất là hay luôn, vừa giặt vừa xả nhá. Mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng. Rất là ok, về các bác dùng để giặt đồ rất là tiện luôn. Lên mã cho em sẽ là cái hộp nước giặt nhá, hộp nước giặt của Nhật. Đấy, hộp nước giặt này. Một hộp là 100 viên với giá sẽ là 80k nhá, 80k một hộp nước giặt này. Đấy, 80.000 hộp nhá, 100 viên. Dùng rất là hay đây. Nó sẽ trong này nó sẽ chia ra từng gói nhỏ một nhé, thì 100 viên nó sẽ chia ra là 5 gói đó nha, 5 gói thì mỗi một gói này sẽ có tổng là 20 viên nữa. Đây này, viên nhỏ này, đấy, 20 viên thì một hộp này là 5 gói thì tổng thì sẽ là 100 viên cho 5 gói nhé, 100 viên cho 5 gói. Đấy, thì các bác có thể mua lẻ theo gói hoặc là mua theo cả hộp tùy nhu cầu các bác mua nhé. Đấy, bác nào dùng ít thì mình có thể mua theo gói nhá. Thì một gói nước giặt nha, hiện tại em đang bán giá sẽ là 20k thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái túi nước giặt này, túi nước giặt 20 viên nhá, 20 viên sẽ có giá là 20k. Còn nếu mà các bác mua cả hộp thì giá nó sẽ rẻ hơn, cả hộp thì là một hộp nước giặt 100 viên, một hộp nước giặt 100 viên giá của nó sẽ là 80k một hộp thôi nhá, 80k một hộp, dùng rất hay luôn. Đấy, thì đây nó là dạng viên này em đã xài này. Để các bác dùng để giặt quần áo nhá, một viên như này là các bác giặt cho em khoảng tầm là đi 3 đến 4 cân quần áo nhá. Đấy, một viên này là giặt tầm 3 đến 4 cân quần áo. Thì cái này thì rất là dễ xài, các bác cứ thả trực tiếp vào trong lồng giặt hoặc các bác giặt tay thì các bác cứ ngâm vào nước là tự động là nó sẽ vỡ ra coi nhá. Đấy, ngâm vào nước là tự động nó sẽ vỡ ra, dùng rất ok luôn. Đó, rất là thơm nhá. Đấy, cái túi nhà em đang xài đây. Đấy, dùng rất là tiện luôn. Hộp nước giặt nhá, một hộp là 100 viên. Với giá là 80k một hộp. Còn nếu mà các bác mua theo túi, mua lẻ, mua túi 1 thì bên em đang bán một túi nước giặt 20 viên như này với giá sẽ là 20.000. Đấy, tùy nhu cầu nhé, có thể mua lẻ túi hoặc là mua theo hộp, đấy là tùy nhu cầu. Đấy là hộp nước giặt của Nhật nhá, dùng cực kỳ ok, cái này em bên em bán khá là nhiều này. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây cà lê xích này. Đấy, lâu quay cho bác cái cây này, cái này dùng hay lắm. Về các bác dùng để vặn vòi ống nước này, rồi là những cái thiết bị mà nó quá khổ quá tải, nó to quá. Bình thường là những cái con cà lê kia nó không có cỡ đâu. Các bác chỉ mua cho em cái cây cà lê xích này về. Đấy, nó sẽ gồm có một cái tay cầm nha, và một cái sợi xích nha, một cái sợi xích thì các bác vòng qua những cái đồ vật mà các bác muốn xoáy. Đấy, sau đó các bác khớp cái phần xích này vào, rồi các bác thế vặn ra. Ở đây nó có phần xích này, khi mà cái xích nó bám vào nó cái độ trơn trượt, độ bám của nó rất cao luôn. Đấy, độ bám rất cao mà các bác xoáy rất là ngon luôn. Đặc biệt là những cái đồ quá khổ quá tải, nó bình thường là cà lê ở thị trường không thể vừa được thì các bác mua cho con này về. Đấy, những cái con cỡ ống nước to thứ là cũng có thể chiến ngon lành luôn đó nhá. Đó thì cái này thì em báo giá luôn, lên mã giúp em sẽ là cái cây cà lê xích nhá. Đó, cà lê xích cây này thì giá của nó bình dân thôi, 160.000 có nhá, 160.000 một cái cây cà lê xích này. Đấy, cứ lên mã giúp em sẽ cái cà lê xích này, cà lê xích 160k có nhá, 160.000, 160.000 một cây này. Đây cho các bác xem một cái video về sản phẩm dùng cực kỳ hay và tiện luôn. Đây, các con này. Đấy, xoáy những cái con trụ to này này. Đấy, bình thường là những cái những cái cà lê bình thường là các bác không thể vừa đâu, nhưng mà các bác chỉ dùng cho em con cà lê xích này vào là phút mốt luôn. Đấy, rồi là ống nước, những cái ống nước to. Đấy, chiến ngon lành luôn nhá, chiến ngon lành luôn. Đấy, cho anh em thợ cơ khí, thợ thuyền sửa chữa rồi các bác sử dụng gia đình cũng hợp lý luôn. Đấy, xoáy ống nước, ống neo thứ cũng rất là tiện nha. Đấy, rất là hay. Đó, mã cà lê xích nhá, cà lê xích 160.000 nha, 160.000, chuyên xoáy những cái đồ quá khổ quá tải, to quá không kiếm được cà lê, mua cho em con này về. Đấy, nó bao hầu như tất cả các loại kích cỡ luôn, 160k một cái nhá, cà lê xích. Tiếp theo thì lên cho bác đó là cái lô kìm hàng bãi này, kìm mỏ nhọn mà giá thì cũng cực kỳ là hạt rẻ bình dân luôn, hàng bãi của Nhật nhá. Đây, đấy, Japan này. Cây này thì giá bên em đang gửi bác thì giá tốt nhất thị trường luôn, 40.000 một cây nhá, 40.000 một cây. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây kìm mỏ nhọn nhá, kìm mỏ nhọn. Cái mỏ nhọn này thì đôi khi về bác rất là cần, rất là dùng này. Đấy, mỏ bằng thì đôi khi là rất là khó, nhưng mỏ nhọn là đôi khi rất là cần, mình dùng để kẹp một cái gì đó nó rất là tiện, vì đây cái phần đầu nhọn nó rất là dễ kẹp này. Đó, hàng bãi Nhật xịn sò, chất lượng, hàng hầu như là mới đét, chưa qua sử dụng luôn. Đó, 40.000 một cây thôi. Đấy, 40.000 một cây. Lên mã cho em sẽ là cái cây kìm mỏ nhọn nhá. Đấy, kìm mỏ nhọn 40.000 một cây. Sản phẩm tiếp theo thì lên cho bác đó là cái dụng cụ để mở vòi nước bị gãy này. Đấy, thì em báo giá luôn, các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái dụng cụ để mở vòi nước bị gãy nhá. Đấy, mở vòi gãy, mở vòi nước bị gãy, giá thì em báo luôn 30.000 một cái bộ này thôi, chỉ có 30.000 mà dùng tiện cực kỳ luôn. Đấy, nói chung là cái bộ này các bác nên có trong gia đình nhà mình, rất là cần thiết luôn. Mà cái này thì cũng không mong muốn đâu, chẳng may là nó xảy ra cái tình trạng mà bị gãy vòi nước, mà nó bị là cái vòi nó có cái gen trong mà nó lấy ra nó rất là khó. Đấy, bác mua cho em cái dụng cụ này về để các bác tháo ra. Đấy, nó là cái dạng gen ngược, các bác chỉ việc đóng vào sau đó các bác xoáy ra thì nó sẽ lấy được cái gốc gãy ở trong cái vòi nước ra, rất tiện dụng luôn. Nó sẽ có hai đầu nhá, một đầu to là đầu 27 và đầu nhỏ là đầu 21 nhá. Đấy, đầu to là đầu 27 này, đầu nhỏ đầu 21. Nói chung là cái cỡ phổ thông nhất hiện nay rồi, hầu như là những cái vòi nước bây giờ hầu như là toàn dùng 27 và 21 thôi là hợp lý. Đó, dùng gia đình hoặc thợ thuyền là ok. Đấy, đầu to là đầu 27 này, đầu nhỏ là đầu 21 này, và đi kèm vào một cái tay công nữa, các bác xỏ vào, các bác vặn nó ra nhá. Dụng cụ mở vòi nước gãy nhá, dụng cụ mở vòi nước bị gãy, giá bên em đang gửi bác là 30.000 một bộ nhá. 30.000 một bộ nhá. 30k một bộ, sẽ có một đầu 27 và một đầu 21 nhá. Đây, các bác cùng xem cái video về sản phẩm này. Chắc hẳn ai cũng đã gặp tình trạng vòi nước bị gãy như thế này rồi đúng không? Nếu bạn xử lý không khéo rất dễ bị vỡ ống và phải đục tường. Đó là lý do tại sao bạn nên sử dụng dụng cụ chuyên dụng vặn rèn vòi gãy này. Với thiết kế đơn giản, sử dụng dễ dàng nhưng hiệu quả mà giá chỉ có mấy chục nghìn thôi. Chắc hẳn đấy, các bác chỉ việc là khi mà nó gãy ấy, thì các bác chỉ việc là xỏ đóng nó vào. Đóng là xem kích cỡ là vừa là các bác đóng nó vào, sau đó là các bác dùng cái tay công đi kèm đấy, các bác xỏ nó vào và các bác xoáy nó ra. Đấy, có thấy không? Nó rất là tiện luôn, lấy vòi nước ra một cách dễ dàng luôn. Đấy, nói chung là cái bộ này nên có trong gia đình nhà mình, đôi khi rất là cần. Lắm lúc em thấy em hay thi thoảng bị gãy vào nước rất là cần. Đấy, thì các bác cứ mua về mình vớt đấy dự phòng. Đấy, lắm lúc nhỡ ra nó gãy cái là mình có cái này mình sử dụng, mình thiết kế mình sửa chữa luôn các nhá. 30k một bộ nhà có nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên cho bác đó là cái ke góc nam châm này. Các bác cứ lên mã cho em xem cái ke góc nam châm nhá. Cái này dùng tiện cực kỳ luôn. Đấy, về đặc biệt là cho các bác thợ hàn dùng hay lắm. Đó, các bác muốn hàn một cái góc 90 độ hoặc là góc 45 độ hoặc là góc 125 độ, các bác mua cho em cái này về tiện cực kỳ luôn. Đấy, đây nó sẽ có góc là 90 độ này. Đấy, hoặc là góc 45 độ này, hoặc là góc chéo 125 độ, các bác bẻ xuống này cho em này. Đấy, ở đây nó có cái phần nam châm nhá, nó hút cực kỳ khỏe luôn. Đấy, bình thường là các bác căn ke nó rất là khó, nhưng con này khi mà các bác đưa vào nó nam châm nó hít vào đấy, đây hít chả lắm, hít mạnh cực kỳ luôn, cái nam châm này hít dã man luôn. Đấy, thì các bác sẽ ke căn ke cái góc nó cực kỳ chuẩn để các bác hàn nhá, hàn nó chính xác hơn, nó không bị lệch góc các thứ gì nhá, rất ok. Lên mã cho em sẽ là cái ke góc nam châm, đấy, ke góc nam châm. Chuyên dùng cho các bác thợ hàn. Hàng này thì của Kabushi nhá, lực hút cực kỳ khỏe luôn. Cái này thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 90.000, 90.000 một cái ke góc nam châm nha. 90.000 một cái ke góc nam châm, ke được góc 90 45, 90 45 và cả 125 nữa nhá, 125 thì các bác đánh cho em mới chéo góc này. Đấy, sẽ có ra góc 125 đó. Đây các bác cùng xem cái thực tế video về sản phẩm này. Hàng điện một mình đôi khi gặp nhiều khó khăn vì vừa phải dùng một tay để cố định, vừa phải căn chỉnh góc. Các bác hãy dùng ngay cái món này. Đây là cái 500 ke góc vuông giúp cố định các mối ghép khi phải thao tác hàng. Góc 90 độ, 45 độ hay 135 độ đều dễ dàng thao tác. Phần 500 có lực hút siêu mạnh từ 5 cho tới 33 kg tùy nhu cầu sử dụng. Bác nào cần thì có thể mua về dùng nha. Và việc hàng đấy, có đấy không? Đấy, khi vào các bác hàn là các bác lắp xem cái này vào. Đấy. Lắp vào các bác khớp vào cái là ngon lành luôn, nó khớp vào luôn. Đấy, còn thấy không? Khớp vào luôn này. Đấy, khớp góc vuông nhá. Góc 45 độ luôn này. Đấy, ngon này luôn này. Đấy, hoặc là góc 125 độ các bác úp nó xuống này. Đấy, rất ok. Tiện cực kỳ nhá. Đó. Chuyên dùng cho anh em thợ thuyền, thợ hàn các thứ là hợp lý luôn đấy. Đó, 90.000 một cái ke góc 5 châm này các nhá, 90.000 một cái. Lực nam châm hút siêu mạnh luôn. Sản phẩm tiếp theo thì về mít kia mã cái cây vít hàng bã này, lên mã em sẽ cái cây vít mã của nó sẽ là mã V1 nhá. Cây này thì em cũng thanh lý giá rẻ lắm luôn, 10.000 một cây này. Đấy, chỉ có 10.000 thôi, giá rất là bình dân, ai anh mua được có nhá. 10.000 một cây, 10k. Cứ lên mã cho em sẽ cái cây vít mã sẽ là mã V1 nhá, mã V1 đây, mã vít sẽ là V1 này. Đó, V1 10.000 một cái cây vít V1 này, dùng hay lắm. Đó, nó nhỏ nhỏ anh xinh thôi, nó khoảng tầm bằng hai ngón tay của em này. Đấy, bằng hai ngón tay. Đấy, nhưng mà rất là hay là nó có hai đầu. Đó, một đầu 3 ke nhá. Một đầu dẹt, các bác lấy đầu nào các bác xài, các bác lấy đầu đấy ra. Đấy, cắm vào là các bác xài thôi, tiện cực kỳ luôn. Đấy, nhỏ nhỏ anh xinh này. Mình vứt cốp xe này rồi là mình mang đi mang lại nó rất là tiện này. Đấy, xoáy vặn những cái đồ ở gia đình nhà mình của các anh em thợ thuyền cần cái sự nhỏ gọn, mua cái này hợp lý. V1 nhá, cây vít V1 10.000 một cây nhá. Cái này thì hàng có ít đâu các bạn, không có nhiều đâu, chắc trước kia khoảng vài chục cây thôi. Chốt nhanh giúp em. Đó, 10.000 một cây, thanh lý xả kho bán nhanh cái mã vít này luôn, hàng bãi Nhật cực kỳ xịn sò luôn. Mã là cây vít V1 nhá. Tiếp theo thì lên nhanh các bác, đó là cái bộ điều khiển từ xa loại 100m này. Bên em bán cực kỳ nhiều luôn mà giá thì nó cũng rất là hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, mà tiện cực kỳ. Đấy, bình thường là các bác cứ phải dùng cầu dao thứ đóng ngắt này rồi là các bác cứ phải ra nơi các bác phải đóng được. Các bác mua trên cái bộ điều khiển từ xa này, mình đứng ở xa mình vẫn cũng thể bấm được luôn. Điều khiển bóng đèn này rồi là motor này, các thứ này, sử dụng rất là nhiều thiết bị khác nhau. Đó, thiết bị điện là ok. Lên mã em sẽ cái bộ điều khiển từ xa nhá, loại 100m. Em báo giá luôn 90.000 một cái bộ này, giá quá hạt rẻ luôn. Đấy, trước các bác mua những cái bộ hơn 200.000 mới mua được một bộ điều khiển từ xa. Bây giờ người ta làm cho các bác những cái bộ mà giá nó rất là hạt rẻ mà tiện cực kỳ. Con này khoảng cách của nó điều khiển là 100m nhá, và công suất của nó lên đến là 30A, nên các bác có thể dùng cho các loại máy bơm. Đấy, rồi là những cái thiết bị motor công suất lớn, thoải mái cho em luôn. Đấy, con này nó sẽ có là dùng điện 220 và sẽ có là input này, input là vào LN này và output là ra. Đấy, vào thì các bác vào cho em điện 220, ra thì các bác ra những cái thiết bị mà các bác cần sử dụng. Hoặc là ở đây nó có đánh số này, 1, 2 là các bác sẽ đấu cho em là dây vào, 3, 4 là các bác sẽ đấu là dây ra nhá. Đấy, và các bác bấm cho em nút on off, bật tắt trên điều khiển này là các bác bật tắt là ra thôi. Đấy, có cả anten, các bác view ở xa các bác có thể kéo dài anten lên để nó tăng cái sóng, cái sóng bật tắt nó khỏe hơn. Đấy, con này là khoảng cách điều khiển là 100m nhá, 100m, sử dụng cho em là điện 220 nhá. Đấy, điện 220, công suất của nó sẽ là 30A. Đấy, dùng motor thứ cho em thoải mái luôn. 90.000 một bộ này. Đây các bác cùng xem cái thực tế video test cái con sản phẩm này, dùng hay lắm, dùng cực kỳ thích luôn, bán cực kỳ nhiều. Khoảng cách thực tế của bộ điều khiển từ xa này là bao nhiêu mét? Các bác cùng em kiểm tra thực tế nhá. Lên nào. Với khoảng cách này là 10 mét này, em bật cho các bác xem này. On này. Đấy, và ập. Đấy, các bác nhìn cái bóng đèn này. Với khoảng cách này rất là xa rồi. Đấy, bóng đèn nó tít đầu đạn trắng trắng như kìa. 100m này. Cho xem này. Đấy, bật này, bóng đèn sáng này và gì ạ? Tắt. Đấy, vẫn ok nhá. Với khoảng cách này là 150m rồi. Các bác nhìn nó rất là xa luôn. Em mình ở nút bật này. Đấy, và em mình ở nút tắt này. Đấy, không tắt được nhá. Kinh nghiệm là gì ạ? Các bác nhà mình phải dơ cao lên. Đấy, thì là mình lại tắt được ngay. Cách lắp đặt thì cũng đơn giản ạ. Về các bác chỉ việc đấu 2 dây nguồn vào đây này. Và 2 dây này thì mình đấu ra bóng đèn này, hoặc là máy bơm. Đấy, đều được ạ. Có vài chục ngàn thôi mà các bác không cần phải chạy đi chạy lại bật tắt thiết bị nó vất vả đâu ạ. Rất tiện dụng nhá. Đấy, không cần phải chạy đi chạy lại, các bác bật tắt làm cái gì, mình chỉ việc mua bộ điều khiển này đấu vào cho em là xong. 1, 2 là các bác đấu cho em điện nguồn vào, và 3, 4 là các bác sẽ đấu cho em là điện nguồn ra thiết bị các bác muốn điều khiển nhá. Ở đây nó sẽ có đánh số thứ tự ở đây luôn, hoặc là biểu thị cái biểu tượng hiển thị trên này là các bác xài thôi. 90.000 một bộ điều khiển từ xa các nhá. Khoảng cách 100m, công suất 30A. Tiếp theo thì về cho bác cái lô đó là cái lọ tinh dầu thơm hàng của khách sạn này. Đấy, hàng của khách sạn rất là thơm luôn nhá. Cái này về các bác dùng để mình thơm phòng, thơm nhà, rồi những cái chỗ nào các bác cần thơm, ví dụ như là nhà tắm, nhà vệ sinh, vừa có thể làm dùng làm cái để decor trang trí rất ok. Hàng này hàng của khách sạn. Đấy, cái này chắc là nhiều bác biết này, các bác hay đi khách sạn nhà nghỉ các bác biết cái lọ này. Đấy, nó vừa làm thơm phòng thơm nhà mà nhìn nó rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn rất đẹp. Thì bộ sản phẩm này sẽ gồm có là một cái lọ này, đi kèm là một cái dây đeo để nó decor trang trí lên, và những cái que thì về các bác cậy cho em nắp và sau đó các bác cắm cho những cái que này vào, vừa có chức năng là trang trí, vừa có chức năng là nó tản cái hương thơm ra đều khắp phòng có nhá. Đấy, khắp phòng thì khi mà về các bác xài thì các bác sẽ cắm đúng nhà cho. Đấy, cắm đúng nhà trên hình người ta đã mô tả này. Đấy, cắm đúng nhà là các bác xài thôi, mở cái nắp này ra các bác cắm cho. Và cái này là nếu mà các bác muốn dùng lại nhiều lần thì mình có thể là giữ lại cái lọ này, sau đó các bác pha tinh dầu thơm vào, các bác để vào trong cái lọ này, mình cứ dùng cái lọ này cũng được. Đấy, sau đó các bác lại cắm lên, mình có thể tái sử dụng được nhiều lần nhá, cũng dùng cũng khá là hay đấy. Đó, 20.000 nhá, 20.000 một cái lọ tinh dầu thơm khách sạn này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ cái lọ tinh dầu thơm khách sạn. Đó, lọ tinh dầu thơm khách sạn này. Đang gửi bác một lọ này là 20k. Đấy, 20k. Tinh dầu khách sạn nhá, tinh dầu thơm khách sạn. Đó, 20k một lọ nha. Đó, đây một lọ này, và đi kèm là những cái que các bác cắm vào đúng nhà cho em là xong. 20k một lọ đó nhá. Cây chổi phết dầu bằng silicon này. Đấy, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây chổi phết dầu. Con này nó là bằng silicon nhá, toàn bộ silicon. Đấy, rất là dẻo mềm. Đó, về các bác dùng những cái món đồ nướng các thứ, giờ mình muốn phết dầu. Đấy, bình thường là các bác cứ phải ra cắt những cái tàu chuối các thứ, rồi là lấy những cái chổi sơn các thứ là các bác phết dầu, nên rất là mất vệ sinh nhá. Thì đây, mua cho cái cây này về. Đấy, nó bằng silicon. Đấy, rất là phần cán thì rất là cứng cáp này, phần đầu chổi rất là mềm mại này. Đấy, các bác dùng để phết dầu, quét dầu và những cái món mình nướng ướp các thứ là rất là ok. Đấy, thì giá bên em đang gửi bác một cái cây chổi phết dầu. Dùng để phết dầu và những cái đồ nướng này thì là 30.000 một cây thôi nhá, 30k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây chổi phết dầu bằng silicon nhá. Đấy, bằng silicon, 30.000 một cây thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì đây lên luôn cho bác đó là một cái miếng thép sửa bán lề nhá. Đấy, bình thường là những cái cánh tủ thì các bác nó đang bị vỡ, đang bị bục ra rồi. Đấy, các bác bắt vào thì không thể cố định được cái bản lề cửa hoặc là bản lề cánh tủ nhà mình. Thì các bác mua cho cái miếng này về. Nó là một cái miếng để vá, miếng thép để các bác vá vào. Vá vào cái chỗ đấy thì nó sẽ có một cái chỗ mới để các bác bắt bản lề vào. Đấy, bình thường là các bác hỏng xong là thôi, chỉ có bỏ tủ đi luôn. Đấy, nhưng mà các bác mua cho cái miếng này về, các bác vá vào là cánh tủ nhà mình lại hoạt động ngon lành luôn. Mở ra mở vào lại trơn tru các bác nhá, mở ra mở vào trơn tru luôn. Cái này thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái miếng thép sửa bản lề. Đấy, miếng thép sửa bản lề bên em sẽ bán trong cặp nhá. Một cặp nhà thì sẽ có giá là 30.000. Đấy, một cặp là 2 chiếc thôi nhá. Một cặp là 2 chiếc nhà là 30.000. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái miếng thép sửa bản lề. Đấy, miếng thép để sửa bản lề này là giá là 30k. Đấy, 30k trên một cặp nhá, là 2 cái đấy. Đó, một cặp là 2 cái. Đó thì là 30.000 một cặp nha, là 2 cái này. Đó, nó kèm cả ốc vít cho bác luôn các nhá. Đấy, về các bác bắt vào cái chỗ mà cái bản lề nó hỏng, sau đó các bác bắt cái bản lề vào là các bác xài thôi, dùng rất là hay. Đây em cho bác coi một cái video thực tế về sản phẩm để các bác dễ hình dung này. Bản lề cánh tủ nhà bạn sử dụng lâu ngày bị hỏng, nhưng phí sửa chữa thì lại quá cao. Vậy đấy, bình thường là nó sẽ hỏng như này nhá, thì các bác mua cái này về các bác lắp vào cho em. Mọi người hãy thử ngay cái miếng thép sửa bản lề này đi nhé, đã nhỏ gọn mà lắp đặt lại vô cùng dễ dàng luôn, chỉ cần gắn đinh vít 4 góc cố định. Đấy, có đây không? Gắn đinh vít cố định này, sau đó các bác bắt cái bản lề cũ đè lên cái miếng thép này là nó sẽ thành một cái móng mới, nó sẽ hoạt động ngon lành luôn. Đấy, không cần phải thay cánh tủ hay là không cần phải bỏ tủ đi rất là phí. Đấy, các bác mua cái miếng về sửa vào rất là ngon luôn nhá. đã có thể sửa lại bản lề ở cánh tủ, cánh cửa, các phần bị mòn hay hư hỏng cách nhanh chóng. Các bạn thấy không? Rất là tiện dụng luôn này. Chất liệu thép inox không gì, bền đẹp theo năm tháng. Đã thế, nó còn giúp che phủ khu vực bị hỏng, tăng tính thẩm mỹ cho cửa hay tủ nhà mình luôn. Mọi người quan tâm sản phẩm thì tham khảo ở dưới đây nhé. Nó rất chắc chắn nhau nhá. Đấy, các bác cùng xem lại một lượt nữa này. Đó, mua về sau đó là các bác lắp đè lên cái chỗ nó hỏng cũ. Đấy, nó sẽ thành một cái móng mới luôn. Sau đó các bác lại bắt cái bản lề vào. Thế là xong rồi nhá. Nó thiết kế chuyên dùng cho những cái bản lề cánh tủ mà bây giờ rất là tiện dụng luôn. Đó. Đấy, các bác cùng xem lại video này. Đây. Đấy. Rất là ngon lành luôn nhá. Đó. Rồi, giá thì rất là bình dân thôi, 30.000 một cặp nha. Đấy, 30.000 một cặp nha, là 2 miếng. Đó, 30k. Lên mã thì em sẽ đăng cái miếng thép sửa bản lề nhá, 30k. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái phễu inox này. Chất liệu bằng inox 324 nhá, rất là xịn chắc chắn luôn, về các bác dùng để rót rượu này, đong nước này, đong hạt này, rồi là sử dụng nó rất là bền bỉ bằng inox 324. Cái này thì em báo giá luôn, lên mã thì em sẽ là cái phễu inox nhá, 50.000 một cái phễu inox nha. Đấy, chỉ có 50.000 thôi mà dùng thì nói chung là quá bền rồi, riêng cái dòng inox này dùng rất là bền. Và một cái hay của nó là đi kèm là nó sẽ có một cái lưới lọc nha. Đó, một cái lưới lọc nha. Đó, về các bác so vào đây thì ví dụ như trong trường hợp bình thường là các bác hay rót nước các thứ thì không nói rồi, các bác có thể rót những cái nước mà hoặc là những cái dung dịch mà nó có cặn này. Đấy, nó có cặn, nó hay bị những cái rác các thứ này thì các bác cho cái lọc này vào thì nó sẽ lọc sạch những cái phần rác, thì nó sẽ cho ra cái nước trong. Đấy, thì khi mà dùng xong thì mình có thể là lấy ra vệ sinh các thứ cho em thoải mái luôn nhá, rất là tiện luôn. Đấy, đi kèm cả một cái lọc luôn. Đó, có cả phần tay cầm. Phễu thì rất là to chắc chắn nhá. Đó, inox 324 dùng rất là bền. 50.000 một cái phễu inox nhá, 50.000 một cái. Cái này nói chung là trong gia đình mình nên có một cái, nhiều khi rất là cần. Các bác đong nước vào chai, rồi là đong hạt, đong ấy, rồi là lọc nước các thứ, lọc cặn, rất là tiện dụng luôn. Đấy, bác cùng coi về sản phẩm này. Giới thiệu với các bạn phễu inox 304 có lưới lọc cao cấp. Phễu có phần lưới lọc có thể tháo rời để vệ sinh, chất liệu inox chống rỉ, đánh bóng bên trong và bên ngoài, bề mặt nhẵn mịn, chắc chắn và bền bỉ. Dùng xong dễ dàng làm sạch, chắc chắn các mẹ sẽ thích. Giới thiệu như thật đèn luôn đúng không? Không biết ai thông minh nghĩ ra chiếc phễu inox này. Bên trong nó là một cái lưới lọc, bạn có thể đổ dầu trực tiếp vào như thế này. Nó sẽ lọc sạch các loại cặn dù là nhỏ nhất. Đặc biệt là nó có thể tháo ra và dùng như một chiếc phễu bình thường. Rót nước, các loại hạt ngũ cốc, tất cả đều đáp ứng được nha. Quan trọng là nó được làm từ inox 304, vừa bền vừa dễ dàng vệ sinh, thật là tuyệt vời. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, nó có hay của nó là nó có kèm cả cái lưới lọc này. Bác xài rất tiện luôn. 50.000 một cái nhá. Lên mã em sẽ là cái phễu inox nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên cho bác đó là cái kệ hình chữ L này. Cái này dùng tiện lắm. Đó, đây, nó sẽ một bộ này sẽ gồm có 2 cái nhá. 2 cái kệ nha. Nó có thể gấp gọn mà được, dùng hay lắm. Đây tí em cho bác coi cái anh em đang lắp, rồi đi kèm nó có ống vít cho bác coi luôn. Đó thì em báo giá luôn nhá. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái kệ chữ L. Đấy, cái kệ chữ L có thể gấp gọn mà được luôn. Chữ L nhá. 70.000 một bộ này. Đấy, rất chắc chắn luôn. 70.000 một bộ, sẽ gồm có 2 cái. Sơn tĩnh điện, cực kỳ đẹp chắc chắn. Đấy, bình thường là các bác lắp vào tường thì nó sẽ mở lên như này nhá. Đấy, lắp vào tường sẽ mở này, sau đó các bác lắp cho em cái kệ lên. Đấy, lắp cái kệ lên này, lắp cái kệ lên, nó có cả những cái lỗ vít, lắp cho em cái tấm để giá đỡ lên đây. Sau khi mà ví dụ các bác muốn gập nó vào đúng không? Đấy, các bác muốn gập nó vào thì các bác chỉ việc nới tay trong cái này này. Đấy, sau đó là nó khớp vào cái là các bác gập gọn vào luôn, rất tiện dụng nhá. Đấy, còn bình thường là các bác mở ra, còn lúc nào dùng xong các bác lại gập gọn nha, rất là hay. Đó, nó có cái lò xo và rất là chắc chắn luôn, về các bác dùng để đồ thứ ra. Đây để em đo bác kích thước này. Con này thì cái phần chìa ra của nó là đi vào khoảng tầm là 24 nhá, 24 là cái phần chìa ra, còn cái phần nó bắt vào tường thì của nó là 13 nhá, 13. Đấy, 13 này. Còn cái phần chìa ra của nó là 24. Đấy, nó khá là rộng đấy. Về các bác dùng để đồ các thứ rất là hay, mà lúc nào mình cần cái mình muốn tăng diện tích không gian lên, mình muốn cho nó gọn vào thì các bác lại gập nó vào nhà là ok. 70.000 một bộ nhá, 70.000 một bộ. Cái bản lề hình chữ L nhá. Em cứ hay gọi là chữ L vì đây nó thiết kế theo dạng chữ L nha. Đấy, bản lề hoặc là cái kệ chữ L. Đấy, kệ chữ L 70.000 một bộ nhá. Đây các bác ơi, đấy khi mà bắt lên nó sẽ như này. Đấy, nó thành một chiếc kệ bình thường này. Còn nếu mà ví dụ các bác muốn gập nó vào, cái hay của sản phẩm là các bác muốn gập nó vào là các bác bẻ nó xuống này. Đấy, các bác bẻ nó xuống này. Là nó sẽ gập gọn luôn, các bác nhìn này. Đấy, nó sẽ gập gọn luôn nhá. Đó, nó gập gọn luôn. Cái này thì em chưa bắt cố định, còn khi các bác bắt cố định cái miếng giá đỡ thì nó sẽ gập gọn vào tường này luôn. Đấy, còn lúc nào mà dùng thì các bác lại mở ra. Đấy, mở ra. Đấy, có thế thôi. Đấy, và các bác lại để đồ lên. Đó, vừa tăng diện tích này, các bác muốn tối ưu diện tích này. Đấy, không, nó không bị chìa ra nhiều. Đó, lúc nào mình cần là mình gập gọn vào, lúc nào mà không cần mình mở ra mình để đồ, rất là tiện dụng luôn các bác nhá. Đó, khá là chắc chắn, vứt đồ đạc lên cho em thoải mái luôn. Đấy, kệ chắc chắn lắm, dùng ok lắm ạ. Đó, đây, đây thực tế em đang bắt đây này, chắc chắn cực kỳ luôn. Đó, đây các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái kệ chữ L nhá. Nhắc lại một lần nữa, mã sản phẩm sẽ tên sẽ là kệ chữ L, 70.000 một bộ này các bác nhá, 2 cái đi kèm có ống vít cho bác luôn. Sau đó theo thì em lên luôn cho bác đó là cái dòng ổ điện U3 của Thái này, cũng như là cái dòng dây sạc 3 đầu nhá. Ổ điện U3 của Thái cũng như cái dây sạc 3 đầu đây. Ổ điện U3 của Thái nhá. Đấy, một ổ này thì sẽ gồm có là dây nguồn này, về các bác cắm trực tiếp nguồn 220 và sạc. Đi kèm cho bác là những cái ổ cắm này, và ở đây thì nó sẽ có 3 cái cổng USB nhá, 3 cổng USB. Và rất là hay là thiết kế cái này rất là hay là nó có một cái công tắc an toàn. Đó, công tắc an toàn nhá. Lúc nào mà các bác dùng là các bác bật lên, không dùng mình tắt đi. Đấy, tránh như chạm ví dụ trẻ con thì kia có thứ là nó chẳng may là nó cứ cắm tay lên nó bị giật, thì các bác lúc nào không dùng thì mình tắt cái này đi, tắt cái công tắc này các bác sạc. Đấy, và nó có 3 cổng USB để ví dụ các bác có thể cắm sạc điện thoại này, cắm cổng USB là ok. Đấy, còn đây là những cái cổng để các bác cắm điện bình thường nhá, rất là hợp lý luôn. Ở đây rất chắc chắn luôn, toàn bộ thì dòng ổ chất liệu như chống va đập, chống cháy, chống vỡ cho em nhá. Giá thì bình dân thôi. Lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3 nhá. Ổ điện U3 của Thái nhá, ổ điện U3 của Thái. Ổ này thì giá chỉ có là đi 50k một ổ thôi, 50k một cái ổ điện U3 của Thái này. Đấy, 50k một ổ điện U3 của Thái nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái dây sạc 3 đầu để về các bác sạc điện thoại này. Đấy, sạc tất cả các loại điện thoại nhà mình luôn nhá. Đấy, thì dòng dây sạc 3 đầu bên em thì hiện tại đang gửi bác giá sẽ là 40.000 một dây nhá. 40.000 một cái sợi dây sạc 3 đầu này. Dây này nó dài hơn mét nhá, khá là dài đấy các bạn. Và toàn bộ dây thì bên ngoài đều được bọc silicon chống cập chống gãy nhá. Các bác mua cái dây này thì rất là bền rồi, không biết đến bây giờ mới hỏng luôn. Và những cái phần đầu nó này, toàn bộ là bo kim loại hết luôn nhá, rất chắc chắn này. Đây cả cái phần nhánh da nó toàn bộ được bo kim loại luôn và nó bằng dòng silicon. Đây các bác cứ gập cho em thoải mái này, thả ra cái lại bình thường luôn. Đấy, nó chất liệu nó rất là bền bỉ luôn. Đấy, thì cổng vào của nó sẽ là cổng USB, thì các bác có thể mua cái cùng với cái ổ U3 như này, các bác cắm vô đây. Đấy, các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm thì nó sẽ có đèn báo như này này. Đấy, khi mà cắm sẽ đèn báo thì cái dây này sẽ có 3 đầu nhá, 3 đầu sạc này, một đầu chân Lightning cho iPhone này, 2 đầu còn lại cho Samsung đời cũ và Samsung đời mới. Bây giờ Samsung mới thì nó dùng cái chân Type C này, còn cái Samsung đời cũ thì dùng cái chân micro USB này. Đấy, thì nó sẽ có 3 đầu để các bác sạc hầu như là tất cả các loại điện thoại bây giờ. Đấy, từ Samsung này, Oppo này, iPhone này, Lenovo, rồi là tất cả các loại máy hiện tại, những cái dòng điện thoại thông minh rồi là đời mới đời cũ sạc được hết luôn nhá. Các bác mua cho em cái dây sạc này về. Thì cái dây sạc này hiện tại em đang bán các bác là giá của nó sẽ là 40k một dây, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dây sạc 3 đầu nhá. Đấy, dây sạc 3 đầu, sạc 3 đầu. Giá của nó sẽ là đi 40k một dây. Còn cái ổ điện U3 này thì đang có giá là 50.000 nhá. Thì các bác có thể mua theo combo cả ổ cả dây luôn, về mình xài luôn đây này. Đấy, cả ổ cả dây là đây này, có cả ổ luôn, cả ổ cắm điện, cả cổng USB và đây là dây. Đấy, dây thì về các bác cắm xài điện thoại điện đóm các thứ ok. Đấy, một combo này là cả dây cả ổ là 90.000 luôn. Còn mua nguyên ổ thì là 50.000, mua nguyên dây sạc không thì là 40.000. Dầu gió thì bên em vẫn còn hàng vũ bác nhá. Đấy, dầu gió chuẩn Singapore luôn. Đấy, nhiều bác thì cứ hỏi là dầu gió có chuẩn không, thì em cam kết bác là dầu gió bên em chuẩn 100%. Đấy, các bác nhìn từ cái hộp vỏ ngoài của nó này và đến hộp trong này. Đấy, toàn bộ là đều ánh 7 màu đấy nhá. Đấy, là ánh lên là đúng chuẩn là hàng thật 100% nhá. Đây, made in Singapore này. Đó, một cái lọ này thì sẽ có dung tích là 24ml. Vậy hiện tại bên em đang bán một cái hộp dầu gió của Singapore này với giá sẽ là 50.000 một hộp nhá, 50.000 một hộp. Hàng này thì của Singapore nhưng mà nó xuất sang Mỹ nhá, đây này. Các nhìn này, cờ Mỹ này. Đấy, hàng là xuất đi cho Mỹ nhá, nên là các bạn yên tâm dùng nó, hàng xuất Mỹ thì có yên tâm về chất lượng rồi. Đấy, nó phải có đạt đủ tiêu chuẩn cái thứ nhà thì nó mới xuất sang Mỹ. Đấy, còn hàng thì cứ cam kết bác là hàng chuẩn 100%, các bác cứ mở ra. Đấy, nhận hàng các bác mở ra kiểm tra, bôi thử thơm nóng thì các bác mới nhận hàng cho em nhá. Đấy, cam kết bác là hàng chuẩn 100% luôn. Cam kết bác luôn, nếu mà các bác nào phát hiện mà hàng nhái đền tiền bác luôn. Đó thì đang gửi bác là một cái lọ dầu gió của Sinh này với mức giá sẽ là đi 50k nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái hộp dầu gió xanh. Dầu gió xanh này. Giá sẽ là 50k một hộp dầu gió xanh này. 50k đây. Bóc cho bác một hộp con này. Đóng siêu kỹ lắm. Hàng nói chung là hàng chuẩn nên là các yên tâm đi. Bên em cũng tự tin bán cái dòng này luôn. Đấy, từ nọ là bán rất là nhiều, chắc phải đến khoảng tầm vài nghìn lọ nữa. À, bán kinh khủng khiếp luôn đấy. Đây, đấy, một hộp là 24ml nhá. Made in Singapore này. Đấy, đây có cả cờ Mỹ này. Đó. Đây nhá, một lọ nó như này nhá. Đó. Hàng của nó thì sẽ là hàng hai nắp các nhá, hai nắp. Đấy, tại sao nó thiết kế hai nắp thì khi mà ví dụ như là trẻ con hay thứ là dùng là chúng nó không mở đâu nhá. Đấy, vì trẻ con đôi khi nó bôi linh tinh, chẳng may nó bôi vào mắt các thứ này, hoặc là bôi những cái chỗ nhạy cảm là nó rất là sợ. Đấy thì cái này là thiết kế dạng hai nắp để chống chỉ định là trẻ con không dùng được, chỉ có người lớn dùng được thôi. Đấy, giấy nghiễn sử dụng đầy đủ luôn. Các bác cứ mở cho em, mùi rất thơm luôn. Đấy, mùi thơm chuẩn dầu gió xanh của Singapore nhá. Một lọ này là 50k nhá, một lọ 50k. Lên mã nha, em sẽ là cái dầu gió xanh của Sing, made in Singapore. Đó, 50k một lọ nha. Cái dụng cụ ép chanh bên em vẫn còn hàng để phục bác nhá, em báo giá luôn. Một cái dụng cụ ép chanh này bên em đang gửi bác giá sẽ là 30k một cái nhá. Chất liệu là bằng inox luôn, rất xịn luôn. Lên mã em sẽ là cái dụng cụ để ép chanh nhá, ép chanh 30k một cái ép chanh nha, rất là hay. Về các bác hay dùng muốn chanh để vắt nước, đôi khi vắt tay nó lâu ấy, các bác cho cái này, các bác vắt này rất là nhanh luôn và rất là tiện. Đấy, cho quả chanh này, ép cái ra hết nước luôn. Đấy, và giữ lại hạt và vỏ nhá. Mà các bác vắt kiểu này là nó không bị đắng này, nó không bị đắng chanh, mà không bị đắng chanh mà nó dùng nó nhanh tiện nhá. Bằng inox thôi nhá, cái này bằng inox luôn đấy. Đó, chỉ có 30.000 một cái này thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ ép chanh nhá, dụng cụ ép chanh. Đang gửi bác là một cái ép chanh này là 30k một cái đâu nhá, chỉ có 30.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân mà sản phẩm cũng rất hay. Đó, 30k một cái ép chanh nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng đó là cái bộ điều khiển từ xa 100m này. Đấy, báo giá luôn. Bộ này thì hiện tại em đang gửi bác giá chỉ có 90.000 một bộ thôi. Về cực kỳ là dễ dùng luôn. Một bộ này là công suất của nó là 30A. Để các bác dùng cho motor một tiếc cho em thoải mái luôn. Đấy, thì nó sẽ gồm có là một cái cục nguồn nhá, một cái cục nguồn và đi kèm cho bác là một cái điều khiển như này này. Đấy, một cái điều khiển nó như kiểu điều khiển ô tô, điều khiển cửa xếp ấy. Đấy thì nó sẽ có nút on và nút off này. Điều khiển khoảng cách là 100m nhá, trong điều kiện là không có vật cản nhá, còn nếu mà có vật cản nó sẽ bị giảm. Đó, thì đây nó sẽ có là đầu vào này, AC input vào là LN này, sẽ là vào, và AC output sẽ là ra. Vào thì các bác cứ vào trực tiếp cho em điện 220 nhá. Đấy, vào trực tiếp vào điện 220. Và ra đây các bác ra những cái thiết bị các bác muốn điều khiển, ví dụ như là bóng đèn, tivi thứ ra về các bác đấu nối vào. Đây thì các bác cứ nhìn cho em số ở đây, nó có số này. Đấy thì sẽ có là 12 này, số 12 là vào này. Đấy, 12 là vào và 34 là ra nhá. Và trong này nó sẽ có một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng luôn. Đấy thì nó sẽ có luôn để về các bác xài và sử dụng nhá. Về các bác dùng để điều khiển từ xa, motor, bóng đèn, thiết bị điện các thứ cho em rất là hay luôn. Một bộ nó chỉ có 90.000 một bộ thôi nhá. Về rất là dễ dàng luôn, chỉ có 90k. Lên mã em sẽ là cái bộ điều khiển từ xa đấu nối nhá, bộ điều khiển từ xa đấu nối này, bộ điều khiển từ xa đấu nối nhá. Cái này còn là đấu nối, 12 là vào và 34 là ra nhá. Giá của nó thì đấu nối 100m nhá, khoảng cách là 100m, giá nó sẽ là 90.000 bộ thôi, chỉ có 90.000. Giá rất hạt rẻ bình dân mà sản phẩm dùng rất hay luôn, 90k một chiếc. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng đó là cái bình lọc dầu thừa này. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái bình lọc dầu thừa nhá, bình lọc dầu thừa này. Giá của nó sẽ là đi 50k một chiếc thôi. Đấy, 50k một chiếc. Bình này dung tích là 1,3 lít nhá, về các bác xài gia đình. Đấy, ví dụ như là mỗi lần các bác rán nấu mà cái dầu này mình vẫn xài được thì các bác mua cho cái bình này về, các bác dùng cái bình này để các bác lọc những cái dầu thừa nhá. Đấy, những cái dầu thừa vẫn xài được để các bác dùng, các bác lọc lấy cái dầu thừa. Thì đây nó nguyên siêu này này. Đấy, nguyên siêu rất là chắc chắn luôn nhá. Dung tích 1,3 lít khá là to luôn đấy, về các bác xài nhá. Có cả cái phần qua này các bác cầm này. Đó, và một cái màng lọc nhá, một cái màng lọc này để đi về các bác mỗi lần dầu thừa các bác lọc qua cái dây này, lọc qua dây này thì nó sẽ cho ra cái dầu nó không bị cặn nhá. Và ví dụ như cái dầu đấy có rồi thì mỗi lần là các bác dùng các bác xài. Và đi kèm nó có nắp này, nắp rồi cả quai nhá, cái vùng nắp này về các bác lắp vào các bác xài. Đấy, mà mỗi lần các bác lọc xong thì các bác dùng cái nắp này, các bác đậy vào cho nó kín đáo, và mỗi lần mà mình muốn dùng nữa thì các bác lại lấy cái dầu thừa ra các bác dán. Đấy, nói chung là dầu thì đôi khi là các bác dán ít thì nó vẫn còn màu đẹp mà nó vẫn có thể dùng được thì các bác dùng cái này. Đấy, tránh lãng phí dầu mỡ đấy nhá. Đấy, tiết kiệm này, ok luôn, bỏ ra 5.000 mua cái này về rất là hay. Bình lọc dầu thừa nhá, bình lọc dầu thừa có cả cái dây lọc này luôn, là giá sẽ là 50k. Bình thì dung tích sẽ là 1,3 lít nhá, về các bác lắp vào là các bác xài thôi. Đấy, về lắp vào là xài. Bình dung tích 1,3 lít dùng rất là hay luôn. Đó, bình lọc dầu thừa 50k một cái bình lọc dầu thừa này có nhá. Đây, đấy, chuyên để các bác lọc những cái dầu thừa, dầu dán thừa nó nhiều cặn, các bác dùng để lọc ra thành một cái dầu ngon để các bác ăn xài. 50k một cái nhá, ở Singapore. Đấy, hôm nay em về làm cái lô hàng sách tay dầu gió ở Singapore rất xịn sò, ok cho bác luôn. Giá thì cực kỳ bình dân, chỉ có 50.000 một chai thôi. Đó thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh nó xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng với em thì nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn trên 200 nhá, nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng kiểm tra và thanh toán. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác, đó là sản phẩm dầu gió hàng xách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy, hàng chuẩn của Singapore, rất xịn xó, ok. Đấy, rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy, các bác đau nhức xương khớp các thứ ra. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này. Đấy, made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy, LA, USA này, thấy không? Đó, rất ok luôn. Dầu gió Singapore nhá. Một cái chai này thì dung tích của nó sẽ là 24ml nhá, 24ml. Đấy, hàng các bạn nhìn này, hàng tem bóng lên vân 7 màu là các bác biết là hàng chuẩn chính hãng nhau rồi. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em yên tâm về chất lượng nhá. Hàng cam kết chuẩn chính hãng các bác luôn. Đấy, có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá. Giấy hướng dẫn sử dụng này. Đó, còn đây là chai dầu gió. Hàng này thì sẽ là hàng 2 nắp nhá. Đấy, hàng 2 nắp thì cái hàng 2 nắp này thì để chống chỉ định là lại tại sao nó dùng xài cái 2 nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được, đấy, trẻ con nó không mở được vì đôi khi là cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất là nguy hiểm, đấy, cay mắt rất khó chịu. Đấy thì tại sao làm hàng 2 nắp thế để an toàn là không trẻ con nó bị mở là không mở được nhá. Đấy thì các bác muốn mở cái hàng 2 nắp này có ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra, đấy là các bác sẽ xoáy được nhá. Đấy là các bác sẽ xoáy được có thế thôi, ấn chặt vào chưa, ấn chặt vào, đấy là khớp vào là sẽ xoáy được. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy, chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây, hàng chuẩn 2 nắp luôn nhá. Rất xịn sò, các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok. Đấy là sẽ khớp vào. Rất thơm. Một chai này là dung tích là 24ml này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn. Đấy, hàng đết rất dài nhá. Một chai này là 24ml. Đấy, đây. Mã của nó là 24ml này, 24ml. Rồi, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Đấy, bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá, 50k một chai dầu gió Singapore này, rất xịn xò ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá, vẫn còn nguyên siêu gửi tay bác luôn, vẫn nguyên siêu. Đấy, nhận hàng các bác cứ kiểm tra, bóc ra, test thử cho em, bôi thoải mái luôn. Bên em đang gửi bác giá thì cực kỳ là tốt luôn, 35.000 một chiếc túi da đeo hông này. Các bác cứ nhớ mã giúp em sẽ là túi da đeo hông nhá, 35.000 một chiếc. Bên em sẽ có 2 màu là đen và nâu. Các bác lấy màu nào thì báo cho em nhá. Thì bên em sẽ chọn màu các bác luôn. Đây là màu nâu này. Đấy, con này là màu nâu. Còn đây cái con trong túi này là màu đen này. Đây là màu đen này. Đấy, còn đây là màu nâu đây. Đó thì lấy màu nào báo cho em. Con này là về các bác có đeo cái thắt lưng ấy. Đấy, đeo cái thắt lưng các bác xỏ thắt lưng qua đây. Đây ví dụ như ở đây em có một cái thắt lưng như này. Đó, các bác xỏ cái thắt lưng qua đây, sau đó các bác đeo vào hông của bác nhá. Và các bác trong này thì các bác tháo ra, mở khóa ra để các bác đựng điện thoại này, đựng tiền này, đựng ví này. Đấy, mình mang đi chơi, mang đi du lịch bình thường là các bác phải cầm tay hoặc các bác bỏ vào trong túi quần nó rất là bất tiện nhá. Đấy thì đây ví dụ con ở đây một con điện thoại này. Đấy, các bác để đây. Đấy, rồi một ngăn nữa thì các bác có thể là để tài liệu, giấy tờ tùy thân, rồi là tiền nong thứ các bác cho đây nhá. Đấy, sau đó là các bác đóng khóa vào. Đấy, kín đáo ngon lành ok. Màu sắc thì trang nhã đẹp lịch sự nhá. Đấy, màu nâu rất là đẹp này. Ngoài ra có cả màu đen luôn. Đấy thì bán đồng giá luôn là cứ 35.000 một túi nhá. Mọi 2 màu bằng giá nhau luôn. Đấy thì có màu đen màu nâu, lấy màu nào báo nha. Đấy thì khi mà các bác đeo lên rất đẹp, đây em đeo cho bác con này. Đây các bác nhá. Đấy khi mà các bác có cái thắt lưng các bác xỏ vào. Đấy, sau đó là các bác xỏ vào cái thắt lưng. Và các bác đeo vào chưa? Quá ok luôn nhá. Đấy. Đeo nó dịch sang bên hông này rất đẹp, rất tiện luôn. Này đấy, lấy ra lấy tiền hay năm con cá này. Đó, rất tiện dụng nhá. Rất ok. Đấy, mình lấy cái gì nó ở ngay cái chỗ cái tầm tay mình với luôn, nó rất là tiện, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Có thấy không? Đấy, đeo lên nhìn rất là đẹp, chất lượng luôn, ok. Đấy. 35k nhá, 35k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là túi da đeo hông, 35.000 một cái, 2 màu là màu đen, màu nâu. Lấy màu nào báo cho em nhá. Túi rất đẹp. Đấy, về các bác đeo vào cái hông ở bên thắt lưng nhà mình, xỏ thắt lưng vào đây, thế là đeo rồi. 3 ngăn thoải mái các bác xíu đồ luôn. Điện thoại, tiền nong, ví, giấy tờ tùy thân vào đây thoải mái luôn các bác nhá. Dạ, tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu nó chất liệu là bằng nhựa sừng này, đấy, nhựa sừng. Về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào. Đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá. Về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng liếc các thứ ra, để các bác mua cái cây về kéo dài ra thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các thứ massage ok luôn. Giá đi em báo luôn. Bình dân hạt rẻ thôi, 10.000 nhá, 10.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k, 10k coi nhá, 10k một cây gãi lưng thôi, chỉ có 10.000, giá quá hạt rẻ luôn. Nhiều bác hỏi là keo 2 thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo 2 thành phần thì vẫn còn hàng đây, keo 2 thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái tip này là 40.000 này, một tip keo 2 thành phần như này là 40.000, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ nào luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở cho em cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy, thì các bác dùng cái xi lanh này, đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra, sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào, vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo 2 thành phần nhá. Lọ keo 2 thành phần này đang có giá là 40.000. Lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo 2 thành phần. Đấy, keo 2 thành phần này. 40k một cái tip keo 2 thành phần nhá, 40k. Một tip này là 100ml nhá. Đấy, một tip này là 100ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay nhưng ủng hộ nhá. Khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn bác luôn. Là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn, 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi. Nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, thì đây các bác nhìn cái móc khóa cũng biết rồi. Đấy, nó thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay. Là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này. Đấy, một cái gen xoáy, các bác xoáy chặt vào và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn, nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, khóa chặt luôn. Đó, đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này. Chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy như này thôi, nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Ở đây nó có cả khóa này luôn. Đấy, có cả phần khóa cài luôn thì đây mới là chuẩn móc khóa các bác nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng, siêu nhẹ nhá, dùng rất thích luôn. Đấy, về các móc chìa khóa này, móc đồ móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ là cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi, 10.000 một chiếc móc khóa titan nhá, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ. Đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn, xịn xó ok luôn. Đó, 10k một chiếc các bác nhá. Cô phích cắm chân dẹt này. Đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá. Vì cắm nó không thể cắm được. Các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy, hàng bên em thì là hàng chuẩn, chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày các bác nhá. Đây con nhìn này, chân của nó rất là dày luôn. Nên khi bác cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và dòng này nó là dòng ổ phích chống va đập chống cháy nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống va đập, chống vỡ, chống cháy cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về thì các bác đấu dây và là xài thôi. Đấy, phích cắm chân dẹt nhá, chuyên dùng cho ổ điện Nhật các bác nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật. Giá của nó thì em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá một cái phích cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 các bác nhá, 10.000 một cái phích cắm chân dẹt này, 10k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng nhá, chân bằng đồng rất xịn xó ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt và thứ hai là các bác cắm là nó không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó rất hay bị tèo, mà một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu. Nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ đi yên tâm là cái ổ mà các bác cắm cái phích này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm rất là hay nhá. 10.000 một cái phích cắm chân dẹt nha. Đấy, 10.000 một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đến đâu nó cứ hết đấy các bạn, vì nó không có, hàng nó không có đều ạ, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. 10.000 một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Đây, kia lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn. Đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp nha nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp nha. Vẫn còn nguyên cả bọc giấy bóng nữa nè. Đấy, em ôm lô thanh lý được cái lô này. Giá rất hời cho bác luôn nhá các bác nhá. Em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đeo tay, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá, cái giá thanh lý cho bác luôn là 90.000. Đấy, thì bên em ôm lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn. 90.000 một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây, một chiếc đồng hồ mới keng này các nhá. Đấy. Hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của tàu nhá, hàng của tàu. Đây. Made in China nhá. Đấy, made in China này. Đấy thì em nói luôn hàng của tàu, không đến lúc đến nơi các bác bảo là đồng hồ Nhật các thứ ra nó rất là khó. Đấy thì em nói luôn đồng hồ hàng của tàu nhá. Vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bời rất đẹp các nhá. Đây các bạn nhìn này. Rất đẹp luôn. Đấy, hàng tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là của hãng của Gokai này, hãng Gokai. Đấy, hãng này cũng khá là nổi tiếng, các em check trên mạng là cái hãng của tàu này nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy, hàng là bao sống các bác nhá. Về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này. Xoay cho các bác chỉnh giờ, ấn nút thế là xong. Đây này, đồng hồ chạy ngon lành luôn. Mặt rất đẹp luôn các nhỉ. Đây em quay cận cảnh các bác xem cái phần mặt nó này. Mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây giếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi, không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả. Hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn. Đây, đấy, có thấy không? Đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nhá. Số lượng có hạn đâu nhá, khoảng tầm 20 con nó không nhiều đâu. Nên là rất là em để cho bác cái giá này nó rất là rẻ rồi. Đấy thì em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá. 90.000 một con này nhá. Đấy, chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn cho em đi chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thể nào các bác cũng tranh nhau luôn. Vì nó không có hàng, đấy, hàng là hàng ôm lô, cửa hàng đó nó có vài chục cây đâu các bạn, không nhiều đâu nên là các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó, rồi, 90.000 nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ ăn bàn cái thứ rồi mình đeo vào. Đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên rất ok luôn các nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Đây, đấy có nhìn này. Tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự ok. 90.000 một cây. Vào việc chốt đơn nhanh luôn các nhá, không có nhiều đâu các nhá.